Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 23. Không được. Tại sao? Kiểu như Trần Diên, người ta vừa nhìn là biết tiểu thư khuê cách, chưa từng yêu đường, bị gia đình ép nên mới tìm bạn trai giả mạo. Còn Trần Khả Nhi này, trẻ tuổi hoạt bát, không phải độ tuổi bị dục kết hôn, không hề cần tìm người giả làm bạn trai, Tần Lâm không thèm nghĩ mà từ chối luôn. Trần Khả Nhi bĩu môi, ra vẻ không vui. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến nhà hàng theo chủ đề giang nam tên là Cẩm Tú Lý. Cả nhà hàng đều được trang trí theo phong cách cổ trang, bên trong có cầu nhỏ, nước chảy, cây xanh, hơn nữa nhân viên phục vụ cũng mặc áo dài Thượng Hải, trông vô cùng có khí chất. Hai người cùng đi vào trong, lập tức có mấy cô gái đi qua, ai ai cũng xinh đẹp trẻ trung, trông vô cùng trẻ tuổi. Khả Nhi, cậu đến rồi. Mấy bạn học nữ nhiệt tình đi qua, nhìn thấy Tần Lâm, mặt mày lộ vẻ mờ ám. Khả Nhi, đây là... Tần Lâm vừa định mở miệng giới thiệu, Trần Khả Nhi đã kéo tay anh, thân mật mà nói. Đây là bạn trai tớ, vừa nãy đón tớ ở sân bay, rất dính người, vừa gặp đã hôn tớ, các cậu nhìn này. Nói xong, Trần Khả Nhi lôi điện thoại, cho mọi người xem ảnh hô hấp nhân tạo lúc nãy. Mấy bạn học nữ này ai ai cũng mỉm cười, nhìn Tần Lâm, lại nhìn Trần Khả Nhi, vẻ mặt vô cùng mật mờ. Tần Lâm cạn lời mất, chưa gặp con bé nào tinh quái thế này. Cho mọi người xem ảnh rồi, Tần Lâm cũng không thể bảo anh là anh rể được, nếu không lại không giải thích được bức ảnh kia. Tần Lâm bất đắc dĩ gật đầu, đứng bên cạnh Trần Khả Nhi, chỉ có thể giả bộ diễn. Hay lắm, trước thì giả làm bạn trai của Tần Lâm, bây giờ lại giả làm bạn trai của em gái cô ấy, Tần Lâm chắc sắp trở thành dân chuyên rồi. Mấy bạn học vây quanh hỏi này hỏi nọ, Trần Khả Nhi nói, sao không vào trong? Một nữ sinh nói, chẳng phải Đình Đình chưa đến sao, nên không vào được, chỗ này là do Đình Đình đặt, nhất định phải có Đình Đình mới vào được. Nhắc đến Đình Đình, Trần Khả Nhi nhíu mày. Đúng là người xấu nên làm mấy trò kỳ dị, điên à mà tự nhiên đặt mấy chỗ này, ra vẻ gì chứ? Đình Đình này là kẻ thù của Trần Khả Nhi, nếu không vì đây là buổi họp lớp quy mô lớn, thì cô ấy có chết cũng không đến. Mấy bạn học cũng không nghĩ gì. Nghe nói Cẩm Tú Lý có yêu cầu rất cao, không đến ăn thường xuyên, hoặc không có người quen giới thiệu sẽ không tiếp đâu, tớ thấy cách bài trí bên trong cũng ổn đấy. Thế cũng không thể không tiếp chứ. Chúng ta đều đặt trước rồi, cứ đi vào trong là được, cần gì phải chờ ở đây, đứng ở đại sảnh thế này trông ngu lắm. Trần Khả Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, tớ không tin không có Phan Đình Đình thì chúng ta không được vào ăn cơm. Nói xong, Trần Khả Nhi liền kéo tay Tần Lâm đi vào trong. Giám đốc nhà hàng mặc vest đi đến, mặt mày tươi cười nói. Thưa cô, xin lỗi cô, chỗ này của chúng tôi chỉ cho hội viên vào, không nhận khách ngoài, xin hỏi cô có bạn bè giới thiệu không? Trần Khả Nhi nhíu mày, không có, sao nào, không cho tôi vào à? Giám đốc cười, xin lỗi cô, chỗ này của chúng tôi không tiếp khách ngoài, không có hội viên giới thiệu hoặc đặt trước thì không được vào. Trần Khả Nhi nhíu mày, có chút không vui. Không ngờ lại có nhà hàng như vậy, không tiếp khách ngoài. Có tiền mà không lấy. Giám đốc nhìn Trần Khả Nhi và đám bạn bên cạnh cô ấy, cười khẩy. Hơn nữa mấy vị đây chắc cũng không trả nổi tiền ăn của nhà hàng chúng tôi đâu, mấy người vẫn nên đến mấy nơi khác, chỗ này đắt lắm đó. Trần Khả Nhi nghe thấy câu này, lập tức nhíu mày. Anh nói gì vậy, bảo chúng tôi trả không nổi, anh đúng là mắt chó mà đi khinh người. Giám đốc Vương lạnh lùng cười, không phải là coi thường mấy người, mà nhà hàng của chúng tôi món nào cũng mấy trăm tệ, một bình rượu đã từ mấy nghìn đến cả chục nghìn tệ rồi, loại bia rẻ nhất cũng phải mấy trăm tệ một bình, đám sinh viên nghèo mấy người không mua nổi đâu. Vớ vẩn! Trần Khả Nhi tức điên người, cô chưa từng thấy giám đốc của nhà hàng nào khinh người đến vậy. Khi hai người đang cãi nhau, một đám người đi từ ngoài vào, một cô nữ xinh mặc váy đen đang đi vào. Có rất nhiều người đang vây quanh, bợ đít cô ta. Mặt cô ta đầy vẻ khinh khỉnh, hiển nhiên là nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy của bọn họ. Trần Khả Nhi, cô đừng ra vẻ ếch ngồi đáy giếng nữa, nhà hàng Cẩm Tú Lý này là vậy đó, người đến đây ăn cơm, không giàu cũng sang, nhà của cô cũng chỉ là công ty thầu nhỏ, không nằm trong phạm vi tiếp đãi của bọn họ đâu. Cô gái vừa nói chính là kẻ thù của Trần Khả Nhi, Phan Đình Đình. Điều kiện gia đình của Phan Đình Đình rất tốt. Kinh doanh quy mô lớn, nên cách hành xử cũng khá kiêu ngạo, chỉ là vì không sinh bằng Trần Khả Nhi,
nên người theo đuổi cô ta cũng không nhiều bằng, vẫn luôn cảm thấy đố kỵ, luôn cho rằng Trần Khả Nhi chỉ biết làm núng, là một con trà xanh chính hiệu. Trần Khả Nhi nhíu mày, lạnh lùng trợn mắt nhìn Phan Đình Đình. Hừ, sao so được với cô, nhà của mấy người có nhiều tiền thật đấy, có điều nhà của mấy người có tiền là nhờ con đường hợp pháp sao? Vớ vẩn, Phan Đình Đình trợn mắt, Trần Khả Nhi, cô đừng có ở đây mà ghen tị, nhà chúng tôi có tiền đương nhiên là nhờ vào kinh doanh hợp pháp. Không giống như cô, cả ngày chỉ biết làm núng câu đại gia, kết quả thì sao, còn không được vào cửa nhà hàng. Sắc mặt Trần Khả Nhi âm trầm, lạnh lùng hừ một tiếng. Chẳng phải chỉ là cái nhà hàng quèn sao, có gì hay chứ? Phan Đình Đình, chỉ là cái chức hội viên nhà hàng mà khiến cô thấy mình hơn người đến vậy à? Phan Đình Đình càng cười lộ vẻ đắc ý hơn, nhà hàng quèn thì sao chứ? Nếu như không có tôi nhờ vả, cô còn chẳng được vào ấy. Được thôi, nếu cô khinh nhà hàng này, thì có thể tự mình vào. Nói xong, Phan Đình Đình đi đến trước mặt Giám đốc Phương, nói. Giám đốc Phương, mấy người này, người này, người này, còn có người này, đều là bạn học của tôi, còn lại tôi không quen. Phan Đình Đình cố ý chỉ mấy người, nhưng không chỉ Tần Lâm và Trần Khả Nhi, ý định rất rõ ràng, trừ hai người họ ra, còn lại đều là bạn cô ta. Giám đốc Phương lập tức hiểu ý, vâng, mời mấy vị đi vào, phòng riêng đã chuẩn bị rồi. Nói xong, liền cho tất cả bạn học vào, chỉ còn sót lại mình Tần Lâm và Trần Khả Nhi. Sắc mặt Trần Khả Nhi vô cùng khó coi, đi ra, bạn học của tôi đang ở trong, không thấy à? Giám đốc Phương cười khẩy, xin lỗi, tôi đã nói rồi, nhà hàng của chúng tôi không phải loại mà lũ khốn như mấy người chi trả được. Mặt Trần Khả Nhi biến sắc, anh nói cái gì? Anh bảo ai là lũ khốn? Giám đốc Phương cười khẩy, sao nào, tôi nó sai à? Trông cũng xinh mà chỉ là lũ khốn thôi, con khốn thì lại càng đáng sợ hơn. Tần Lâm không nghe tiếp được nữa, nhìn tên giám đốc, lạnh lùng nói. Anh nói câu này quá đáng quá rồi đấy. Không cho vào thì thôi, cần gì phải nhục mạ người khác như vậy. Giám đốc Phương cười khẩy nói, sao nào, từ khốn không phải để con người nói sao. Nhà hàng của chúng tôi có quy định rõ ràng, mấy người không được vào, sao nào. Không phục thì có thể đi chỗ khác ăn. Trần Khả Nhi tức run người, chưa từng thấy một tên giám đốc nhà hàng nào kiêu ngạo đến vậy. Anh khinh người thật đấy, hôm nay tốt nhất định phải ăn ở đây. Tần Lâm cũng nổi giận, tên giám đốc này làm theo quy định thì không sao, nhưng trong câu chữ lại đầy vẻ ngạo mạn, nói lời làm tổn thương người khác, châm biếm người khác, khiến người khác vô cùng khó chịu. Gọi sếp của mấy người ra đây. Giám đốc Phương cười khẩy, sếp, nói cho anh biết, tôi chính là sếp, đây là nhà hàng do bố tôi mở, tôi là chủ của Cẩm Tú Lý này. Còn muốn tìm sếp tôi nữa không? Ha ha ha, chẳng trách giám đốc Phương này lại kiêu ngạo đến vậy, hóa ra là nhà hàng của nhà bọn họ, nên anh ta làm quản lý ở đây để giết thời gian. Tần Lâm cười khẩy, nhà hàng của nhà mấy người đúng không? Được, vốn muốn xử lý anh ta, Tần Lâm còn thấy hơi áp lực, nếu đã là nhà hàng của nhà họ thì anh cũng không cần khách khí nữa. Nói xong, Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi cho Mạnh Văn Cương. Tập đoàn Mạnh Thị là ông hoàng của ngành ẩm thực toàn tỉnh. Đã là ngành ẩm thực thì cũng phải có quan hệ với tập đoàn Mạnh Thị, nếu không sẽ không mở được. Tiểu sư huynh, tôi là Mạnh Văn Cương đây. Đây là số điện thoại tư nhân của Mạnh Văn Cương, mở 24/24 giờ. Sư đệ biết nhà hàng Cẩm Tú Lý ở tỉnh Lỵ không? Mạnh Văn Cương sững sờ, biết, là một nhà hàng độc lập, cũng có chút danh tiếng, khá cao cấp. Tần Lâm gật đầu, trong 20 phút, tôi muốn hợp đồng mua lại nhà hàng này. Vâng, không cần đến 20 phút, 10 phút là đủ rồi. Nói xong, Mạnh Văn Cương liền cúp máy. Giám đốc Phương nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tần Lâm, lập tức cười ra tiếng. Ha ha ha, người anh em, anh đang làm trò à? Hợp đồng thu mua nhà hàng của nhà tôi, anh thu mua chúng tôi. Ha 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 ha, anh biết làm trò thật đây, anh biết bố tôi là ai không? Muốn thu mua nhà hàng của chúng tôi, đừng nói đến việc anh không mua nổi. Cho dù có mua nổi thì bố tôi sẽ bán chắc. Ở tỉnh Lỵ, anh là. Khi giám đốc Phương đang dở võ mồm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Giám đốc Phương nhíu mày, sắc mặt hơi lo lắng, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, đột nhiên có dự cảm không lành. Alo, bố à? Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến tiếng gầm như lôi đình.
Mẹ mày, mày điên à? Mày làm cái quái gì ở bên ngoài thế? Tài giám đốc Vương bị hét đến mức suýt điếc, mặt mày kinh ngạc. Bố, chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Đầu dây bên kia lập tức yên lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của ông bố. Nhà hàng của nhà chúng ta bị mua lại rồi. Cái gì? Sắc mặt giám đốc Vương kinh hãi, bố, sao nhà hàng lại bị thu mua được? Sao bố lại bán? Bố giám đốc Vương lạnh lùng hừ một tiếng, đối phương là người tao không dây được, nếu như tao không bán thì chỉ có sập tiệm, thằng phế vật, mày chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả, chỉ biết phá là giỏi. Sau này, nhà chúng ta không có nhà hàng để kinh doanh nữa, mày tự ra ngoài tìm việc đi. Giám đốc Vương nhất thời trợn to mắt, cầm điện thoại, nghe tiếng tít tít tít, sắc mặt vô cùng khó coi. Thực sự bị thu mua rồi sao? Bên này vừa bỏ máy xuống. Ở cửa đột nhiên có người thanh niên mặc đồng phục màu đen đi đến. Xin chào, vị nào là anh Tần ạ? Là tôi. Anh thanh niên đi đến trước mặt Tần Lâm, cung kính đưa hợp đồng. Anh Tần, hợp đồng đã được chuẩn bị xong, bên trên đã được công chứng và đóng dấu. Sau khi anh ký tên, nhà hàng Cẩm Tú Lý này sẽ là của anh. Tần Lâm gật đầu, tùy tiện ký lên, cầm lấy hợp đồng, khinh khỉnh nhìn giám đốc Phương. Bây giờ biết ai là ông chủ rồi chứ? Giám đốc Phương mặt xám như tro, đần độn gật đầu theo bản năng. Biết rồi thì cút. Nói xong, Tần Lâm nói tên bảo vệ đang trợn to mắt, há hốc mồm ở bên cạnh. Đuổi anh ta ra. Mấy tên bảo vệ lập tức bảo vâng, sau đó xách giám đốc Phương rồi vứt ra ngoài. Bọn họ biết Tần Lâm là ông chủ mới, đương nhiên phải nịnh nọt rồi, lương làm bảo vệ ở đây cao hơn nhiều chỗ khác, không thể mất công việc này được. Sau khi đi vào, mấy bạn học đang đợi ở cửa, vẫn đang nghĩ cách giúp Trần Khả Nhi, vừa nhìn thấy bọn họ vào, lập tức cười. Khả Nhi, cậu vào thế nào thế? Trần Khả Nhi lúc này ưỡn cao ngực, cười he he nói. Anh, bạn trai tớ mua lại nhà hàng này rồi. Mấy bạn học sững sờ, á, thật hay giả vậy? Trần Khả Nhi giơ hợp đồng thu mua trong tay ra, có thể là giả sao? Sau khi đi vào phòng riêng, Phan Đình Đình cười khẩy. Ồ, Trần Khả Nhi vào thế nào thế? Đừng có nói cô tiêu tiền đi cửa sau nhé. Trần Khả Nhi cười khẩy, bảo vệ. Vừa ra lệnh, mấy bảo vệ liền đi vào, đứng cạnh Trần Khả Nhi. Bà chủ, có việc gì cần phân phó ạ? Đám Phan Đình Đình lập tức sững sờ. Bà chủ, ai là bà chủ, mấy người đang nói gì thế? Bảo vệ nói, anh Tần đây đã là ông chủ mới của chúng tôi, cô Trần đương nhiên là bà chủ mới rồi. Phan Đình Đình trợn to mắt, trên mặt viết đầy dấu hỏi chấm. Không thế nào, không thể nào. Ha ha, cô có thể tự mình xem. Trần Khả Nhi vứt hợp đồng thu mua lên bàn, tất cả bạn học đều vây quanh, nhìn thấy chữ ký, lập tức mắt chữ A mồm chữ O. Sắc mặt Phan Đình Đình vô cùng khó coi, chuyện gì thế này? Trần Khả Nhi giây trước còn không vào được nhà hàng, giây sau đã trở thành bà chủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trần Khả Nhi cười khinh khỉnh nói, cô bảo, tôi có nên hủy thẻ hội viên của ai đó không nhỉ, sau đó đuổi người đó ra ngoài. Trần Khả Nhi ra vẻ cân nhắc, mặc dù cô ấy trông đáng yêu, nhưng lại chẳng hiền lành gì. Lúc trước bị Phan Đình Đình bắt nạt, bây giờ lại tìm lại được mặt mũi. Phan Đình Đình nghiến răng, mặt buồn bực, bây giờ Trần Khả Nhi đã là bà chủ, nếu như cô ấy ra lệnh, mấy tên bảo vệ này sẽ vứt cô ta ra ngoài. Mọi người vốn đang tụ họp vui vẻ mà cô ta lại bị đuổi ra ngoài thì muối mặt lắm. Mấy bạn học nữ có quan hệ tốt với Phan Đình Đình đều nói, Khả Nhi, có phải hơi quá đáng rồi không? Hiếm lắm mới có cơ hội tụ tập, cậu không nên làm vậy. Trần Khả Nhi cười khẩy, quá đáng. Vừa nãy khi cô ta đứng ở cửa không cho tớ vào, mấy người sao không bảo cô ta quá đáng? Kẻ nhục mạ người khác sẽ có lúc bị người khác nhục mạ lại, loại như Phan Đình Đình, không đáng để thương hại. Bởi vì gần như sắp xảy ra chiến tranh thế giới luôn rồi, nên các bạn học mới vội vàng đánh chống lảng. Ha ha, đều là bạn bè cả, không đến mức phải thế đâu, chỉ là đùa thôi mà, có đúng không Khả Nhi? Trần Khả Nhi trợn tròn mắt, cuối cùng cũng không thèm tính toán nữa, sau đó cô ngồi xuống, xem như xong chuyện. Bầu không khí ở bàn ăn đã tương đối hài hòa trở lại, Trần Khả Nhi và Phan Đình Đình cũng không đả động gì nhau nữa. Đình Đình, tại sao bạn trai cậu vẫn chưa đến? Nghe nói bạn trai cậu vừa đẹp lại còn giàu nữa, có thật không thế?
Phan Đình Đình đã từng khoe bạn trai trong vòng bạn bè, cho nên nhiều người mới biết được bạn trai cô ta vừa đẹp vừa có tiền, thật ngưỡng mộ chết đi được. Nhắc đến bạn trai, Phan Đình Đình lộ ra vẻ tự mãn trên mặt. Bạn trai tớ không chỉ vừa đẹp lại có tiền, mà anh ấy còn rất hết lòng vì tớ, các cậu biết không, anh ấy làm việc ở nước ngoài và theo đuổi tớ tận 3 năm cơ, ngày nào anh ấy cũng hỏi han ân cần, cho tớ tiền, nói chuyện điện thoại với tớ, anh ấy chỉ quan tâm mỗi mình tớ mà thôi. Qua, ngay khi Phan Đình Đình nói xong, tất cả mọi người đều ghen tị. Thực ra có rất nhiều người đẹp trai và giàu có, mấy năm gần đây phú nhị đại cũng không hề ít, nhưng những phú nhị đại này căn bản chỉ coi phụ nữ như đồ chơi mà thôi, chơi chán rồi thì vứt, vậy nên có qua lại với phú nhị đại cũng chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng bạn trai Phan Đình Đình thì khác, vừa đẹp trai lại hết lòng với một người, mặt hàng cũng hiếm lắm đó. Đình Đình, khi nào bạn trai cậu đến thế? Tụi tớ thật sự muốn gặp lắm đấy. Phan Đình Đình cười nói, chắc gần đến rồi, để tớ ra ngoài đón anh ấy, cho các cậu thấy được thế nào là một người bạn trai hoàn mỹ. Khi nói về bạn trai hoàn mỹ, ai cũng liếc nhìn về phía Tần Lâm. Có quá nhiều sự so sánh giữa phụ nữ, và điều quan trọng nhất chính là đàn ông, tìm được một chỗ có thể dựa vào là điều quan trọng nhất. Phan Đình Đình đi ra ngoài, ngay sau đó liền đi vào cùng với một người đàn ông cao gầy. Chào mọi người, tôi là Cao Chí Văn. Ngũ quan của Cao Chí Văn khá đẹp, mái tóc được chải ngược, toàn thân mặc vest, trông đầy sức sống. Ngay khi Cao Chí Văn vừa bước vào, ánh mắt mọi người đột nhiên sáng lên. Bạn trai của Đình Đình bảnh thật đấy. Đúng vậy, cậu xem kìa, đồ anh ấy mặc cũng không hề rẻ, nhìn là biết người có tiền. Vừa có tiền vừa đẹp trai, lại còn trung tình, cũng hiếm có quá rồi đấy. Tớ ngưỡng mộ chết mất. Sau khi Cao Chí Văn đi vào phòng, anh ta đột nhiên lấy ra một bông hồng xanh, sau đó đưa cho Phan Đình Đình. Đình Đình, đã lâu rồi anh chưa về, anh thực sự đã nợ em quá nhiều, hy vọng em có thể tha lỗi cho anh. Qua, một bông hồng lại có thể chinh phục được mọi người. Cao Chí Văn này cũng lãng mạn quá rồi đó. Nếu như có một người bạn trai chung thủy, lãng mạn, tận tâm như vậy, cho dù có không đẹp trai cũng không sao. Phan Đình Đình tỏ ra ngượng ngùng. Cô ta cầm lấy bông hồng với vẻ thích thú, sau đó hôn lên mặt Cao Chí Văn. Ông xã à, anh thật là tốt. Anh Cao, anh làm công việc gì thế, mọi người đều rất tò mò về Cao Chí Văn. Cao Chí Văn lịch sự đáp, tôi kinh doanh xuất nhập khẩu, bình thường hay ở trên biển, ít tiếp xúc với mọi người, xung quanh chỉ toàn sếp lớn mà thôi, môi trường làm việc cũng bình thường, ha ha. Cao Chí Văn nói như thế, mặc dù có hơi khiêm tốn. Nhưng có rất nhiều cô gái vẫn bày ra vẻ ngưỡng mộ. Một người bạn trai như vậy, chẳng phải thật quá hoàn hảo rồi sao? Đẹp trai, giàu có, trung thủy, công việc còn không tiếp xúc với phái nữ. Nếu không thì với khuôn mặt đào hoa của Cao Chí Văn, có lẽ đã thu hút không ít ong bướm rồi. Phan Đình Đình nhìn Trần Khả Nhi với vẻ khiêu khích. Khả Nhi, cô xem bạn trai tôi có hơn bạn trai cô không? Trần Khả Nhi hết sức cạn lời. Đành trợn tròn mắt. Phan Đình Đình, khoe thì cứ khoe đi, cứ thích kéo tôi vào làm gì. Trần Khả Nhi không có ý muốn so sánh, đều là do Phan Đình Đình cố ý khiêu khích. Chỉ có những người không tự tin mới đi so sánh mà thôi, Phan Đình Đình không bằng Trần Khả Nhi về mọi mặt nên mới muốn so sánh với cô. Phan Đình Đình cười nhạt, so một chút thì có sao, không phải khi đi học chúng ta thường so sánh thành tích đấy ư. Phan Đình Đình dường như đang quyết tâm muốn làm cho Trần Khả Nhi phải khó xử, cứ nhất định so sánh với cô ở trước mặt mọi người. Trần Khả Nhi trợn tròn mắt, cảm thấy thực sự ngán ngẩm, nên cô chỉ đành ngồi ăn, không thèm nói lấy một lời. Phan Đình Đình hỏi, anh Tần này, anh làm công việc gì thế? Tần Lâm trả lời, bác sĩ. Phan Đình Đình giả vờ ngạc nhiên, ôi, bác sĩ à? Bác sĩ cũng là một nghề tốt, nhưng bạn trai tôi kinh doanh riêng. Tự mình kinh doanh vẫn tốt hơn đi làm công đúng không? Ánh mắt của Phan Đình Đình liếc nhìn một lượt mọi người, như thể đang hỏi ý kiến của bọn họ. Mọi người đều vui vẻ cười nói, ha ha, tuy nghề nghiệp không phân sang hèn, nhưng xét về thu nhập thì đương nhiên bác sĩ không thể hơn kinh doanh được. Nhưng công việc có lợi hại hay không thì cũng không chỉ tính mỗi thu nhập được nhỉ. Tuy nói như vậy, nhưng mọi người làm việc đều chỉ để kiếm tiền, đúng là nghề nghiệp không phân cao thấp. Nhưng nếu cứ phải so sánh thì đương nhiên thu nhập vẫn là yếu tố hàng đầu rồi.
Phan Đình Đình cười nhạt, sao nào, Khả Nhi, bạn trai tôi vẫn lợi hại hơn chứ nhỉ? Trần Khả Nhi hừ lạnh một tiếng, làm kinh doanh thì có gì ghê gớm chứ, chị tôi. Bạn trai tôi là thần y đấy, cô có biết thần y không? Lợi hại chết đi được. Suy cho cùng thì Trần Khả Nhi cũng khá là trẻ con, không dễ gì cô chịu để cho Phan Đình Đình diễu võ dương oai. Phan Đình Đình hừ lạnh một tiếng, thần y thì có gì lợi hại chứ? Ha ha, cũng chỉ là khám bệnh cho người khác mà thôi, bác sĩ có giỏi mấy cũng chỉ là người làm công mà thôi, tôi nói có đúng không nào? Phan Đình Đình nói xong, Cao Chí Văn cũng gật đầu theo. Sự thật mất lòng, tuy nghề bác sĩ nghe có vẻ cao sang, nhưng thu nhập lại rất thấp, hơn nữa công việc cũng vô cùng vất vả, không hề cao siêu như mọi người nghĩ, toàn phải xử lý những chuyện vặt vãnh, làm những công việc lặp đi lặp lại. Bây giờ máy móc ngày càng tân tiến, về cơ bản không cần bác sĩ chẩn đoán nữa, chỉ cần ngồi đó kê thuốc là có thể trở thành bác sĩ rồi. Nếu như có gì xảy ra trong quá trình điều trị, chỉ coi như là xui xẻo, sau đó đổ thừa cho máy móc, thế là xong. Nghĩ thử mà xem, một nghề như vậy thì lợi hại cỡ nào chứ? Có thể nói nó sẽ bị thay thế bởi máy móc trong tương lai. Bác sĩ chỉ là một việc làm vô bổ mà thôi, sau này còn có thể sẽ biến mất nữa cơ. Vừa dứt lời, Tần Lâm liền cau mày. Vốn dĩ anh không định tham gia vào chủ đề này. Sự nghiệp hơn người, giàu hơn, đẹp hơn, đây đều là hành vi so sánh của trẻ con mà thôi. Trần Khả Nhi muốn so thì cứ so, còn lâu Tần Lâm mới phối hợp. Nhưng vì lời nói của Cao Chí Văn liên quan đến nghề nghiệp của họ, cho nên Tần Lâm không thể nào nuốt trôi được nữa. Bác sĩ là vô bổ, bác sĩ vô dụng, chỉ cần máy móc mà không cần con người. Tên Cao Chí Văn này nghĩ gì thế, chưa từng gặp qua thần y sao? Trần Khả Nhi cười khúc khích mấy tiếng, bầu không khí của bữa tối cũng đã tốt lên rất nhiều. Vài phút sau, Phan Đình Đình và Cao Chí Văn quay lại, hai mắt Phan Đình Đình đỏ hoe. Xem ra là vừa mới khóc xong, nhưng tinh thần của cô ta lúc này cũng không tệ lắm. Sau khi ngồi xuống, Phan Đình Đình nói. Chí Văn đã xin lỗi tớ rồi, cũng hứa với tớ rằng sau này sẽ không tái phạm nữa. Chúng tớ yêu xa cũng không dễ dàng gì, tớ chấp nhận tha thứ cho anh ấy. Tất cả mọi người cũng vui vẻ chấp nhận kết quả này, người ta là người trong cuộc còn chưa nói gì, đâu đến bọn họ có tư cách chen vào chứ. Cao Chí Văn chỉ cười rồi nói chuyện với mọi người vài câu, nhưng khi nhìn vào Tần Lâm, trên mặt anh ta chỉ đầy vẻ lạnh lùng và thù hằn. Nếu không phải do Tần Lâm thì anh ta cũng sẽ không bị lộ tẩy. Đột nhiên Cao Chí Văn nói, mọi người có biết hôm nay là ngày gì không? Tất cả mọi người đều nhìn nhau, không biết, sinh nhật anh à? Hay là sinh nhật Đình Đình? Cao Chí Văn cười nói, hôm nay chính là ngày lễ tình nhân Seattle. Mọi người sững ra một lúc, lễ tình nhân Seattle, lại là một ngày lễ ít người biết hay sao, bọn họ chưa từng nghe qua điều này. Cao Chí Văn giải thích, đây là ngày lễ tình nhân riêng biệt ở nước ngoài, mỗi lần vào thời điểm này, người đàn ông sẽ tặng cho cô gái mình yêu một món quà quý giá để bày tỏ tình cảm của mình. Các cô gái đều bất ngờ, ra là còn có cả ngày lễ như vậy. Nhưng những ngày lễ này cũng chỉ là mánh khóe mà thôi. Chẳng qua chỉ là cái cớ để các cặp đôi tặng quà cho nhau. Cao Chí Văn nói, Đình Đình, hôm nay anh đã chuẩn bị cho em một món quà, để anh lấy cho em. Nói xong, Cao Chí Văn lấy ra một chiếc hộp tinh tế, sau khi mở ra, ở bên trong là một đôi bông tai vô cùng xinh đẹp. Đôi bông tai này được nạm kim cương, vô cùng quý giá. Cao Chí Văn nói, cặp kim cương này có tên là Crystal Love, tượng trưng cho tình yêu trung thành và không thay đổi. Lúc trước anh đã làm việc có lỗi với em, Đình Đình à, đôi bông tai này sẽ tượng trưng cho sự quyết tâm trung tình của anh đối với em trong tương lai, em có thích không? Phan Đình Đình hết sức cảm động, cô ta cẩn thận nhận lấy đôi bông tai, vô cùng thích thú. Đôi bông tai kim cương trông vô cùng cao cấp, đương nhiên phái đẹp sẽ không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của món đồ trang sức này được. Cao Chí Văn coi như phải trả giá đắt rồi, đôi bông tai này vốn dĩ anh ta định dùng để bao gái. Nhưng hôm nay lại để Đình Đình phát hiện ra anh ta đi làm bậy lung tung, cho nên mới ra tay trước để dỗ ngọt cô ta. Phan Đình Đình lấy đôi bông đeo lên tai, hạnh phúc đến mức vén hẳn tóc ra sau. Mọi người xem có đẹp không? Ai ai cũng đầy ngưỡng mộ. Đẹp, đẹp quá đi. Hai, đừng nói lễ tình nhân Seattle này, cho dù là ngày lễ tình nhân truyền thống, bạn trai tớ cũng sẽ không tặng tớ món quà đắt tiền đến vậy. Đúng vậy.
Đây là món quà quý giá nhất mà tớ từng được thấy trong ngày lễ tình nhân đấy. Đình Đình, cậu hạnh phúc quá rồi đó. Phan Đình Đình được mọi người ngưỡng mộ, nên vẻ mặt cô ta càng thêm tự mãn, sau đó nhìn Trần Khả Nhi và nói. Khả Nhi, lễ tình nhân Seattle rồi, bạn trai của cô chắc cũng sẽ chuẩn bị cho cô một món quà quý giá chứ, cho chúng tôi xem với. Lễ tình nhân Seattle này vốn dĩ là một ngày lễ không mấy nổi tiếng, căn bản chưa bao giờ được nghe qua, ngoại trừ Cao Chí Văn thì chẳng có ai khác chuẩn bị quà. Phan Đình Đình cố ý nói như vậy để cho Trần Khả Nhi biết được bạn trai của ai nhỉnh hơn. Trần Khả Nhi cau mày, vừa định trả lời thì Tần Lâm lên tiếng, quà à, không cần chuẩn bị, bây giờ mua vẫn được. Nếu đã là ngày lễ tình nhân Seattle, vậy thì sẽ tặng cái gì đó đặc biệt của Seattle đi. Tần Lâm nói xong, mọi người đều ngẩn ra. Thứ đặc biệt của Seattle, Seattle có gì đặc biệt sao? Cao Chí Văn cau mày, tôi cũng chưa từng nghe qua Seattle có gì đặc biệt, chắc không phải anh định tặng cho bạn gái cái gì để ăn đấy chứ. Đồ ăn đương nhiên rất ngon, nhưng cũng không phải là một món quà đắt tiền, ha ha. Các bạn học khác không nhịn được mà cười phá lên, bác sĩ vẫn chính là bác sĩ, thực lực tài chính hẳn là không thể so sánh với những người làm kinh doanh được. Loại dây chuyền kim cương trị giá mấy chục nghìn tệ này không phải là thứ mà tầng lớp lao động bình thường có thể mua được. Cho dù có tặng quà đắt tiền thì cùng lắm Tần Lâm chỉ đặng được mấy thứ đồ như mỹ phẩm mà thôi, đấy là những thứ xa xỉ nhất rồi. Còn về thứ đặc biệt của Seattle mà anh nói, đó cũng có thể chỉ là một trò đùa. Tần Lâm nói, nghe nói ở tỉnh lỵ có một lâu đài Seattle mới được xây, chắc đây là phong cách đặc trưng của Seattle nhỉ. Tần Lâm nói xong, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Lâu đài Seattle, đó chẳng phải là điểm du lịch sao? Tỉnh lỵ đã xây dựng một siêu công viên giải trí tương tự như Disney, và nơi trung tâm chính là lâu đài Seattle. Tất nhiên, lâu đài này cũng có thể ở được, hơn nữa những người sống trong lâu đài có thể chơi miễn phí trong công viên giải trí bất cứ lúc nào trong năm và được hưởng chế độ đãi ngộ dành cho khách VIP. Chỉ là tòa lâu đài này không phải để bán, cho dù có tiền cũng không mua được, hơn nữa giá cả lại cực kỳ cao, gia đình bình thường nhất định không thể nào mua nổi. Tần Lâm nhắc đến lâu đài Seattle là có ý gì đây? Cao Chí Văn cười khẩy, người anh em, ý của anh là muốn thuê cho bạn gái ở một ngày đúng không? Đương nhiên rồi, thuê một ngày ở lâu đài Seattle, sau đó trở thành công chúa, đấy cũng được coi là một món quà xa xỉ rồi. Nhưng theo tôi được biết, nếu thuê lâu đài Seattle, một ngày phải tốn ít nhất 100.000 tệ đấy, anh bỏ ra được số tiền này sao? 100.000 tệ một ngày quả thực là món quà đắt giá. Nếu một ngày có thể hưởng thụ đãi ngộ của công chúa thì 100.000 này cũng rất đáng. Nếu so sánh về giá cả thì nó còn đắt hơn cả đôi bông tai kim cương, lại càng có ý nghĩa hơn. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, Tần Lâm có thuê nổi không? Anh chỉ là một bác sĩ, một tháng kiếm được 10.000 tệ là đã tốt lắm rồi, hơn nữa còn mệt chết đi được, cộng thêm tiền thưởng thì cả năm cũng kiếm được khoảng 200-300.000 gì đấy, tức là gần bằng tiền lương nửa năm. Một ngày tiêu hết 100.000, đây không phải thứ mà anh có thể chi tiêu nổi. Trần Khả Nhi cau mày khi nghe thấy điều này, mặc dù cô rất thích chọc anh rể, nhưng 100.000 một ngày là quá đắt, cô không thể nào để cho anh rể trả được. Thôi đi, không cần đâu, lâu đài kia có ý nghĩa gì chứ, tôi cũng không thích lắm. Phan Đình Đình cười giễu cợt, không thích hay là không trả nổi. Một ngày 100.000, nếu như thật sự có tiền thì chúng tôi cũng muốn xem thử đấy, đúng không nào? Anh Tần này, anh định thuê mấy ngày vậy? Một hay hai, hay là thuê cả tuần đi, để cho chúng tôi vui chơi mấy ngày, sẵn tiện nghỉ lễ luôn. Ha ha ha, mấy bạn học cũng cười rộ cả lên, trong mắt bọn họ, 100.000 một ngày là thứ tiêu hao vô cùng xa xỉ, thế mà Tần Lâm lại nói nhẹ nhàng đến vậy, lại có vẻ rất thản nhiên, nên mới khiến mọi người đều cảm thấy buồn cười. Sau khi các bạn học cười được một lúc, Tần Lâm mới nói. Không phải thuê. Mà là mua, tôi sẽ tặng tòa lâu đài Seattle này cho Khả Nhi. Tần Lâm nói xong, tất cả mọi người đều sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sau đó tất cả đều cười ầm lên. Mua á, ha ha ha, anh cũng tấu hài quá rồi đó. Trò đùa này có hơi dùng mình, ha ha, mua một tòa lâu đài à, chắc anh là người giàu nhất nước đúng không? Có là người giàu nhất nước cũng chưa chắc mua được, anh cần phải có quan hệ nữa. Chắc anh Tần này là nhân vật lớn nào đó nhỉ? Ha ha ha! Mọi người đều đang nói chuyện cười,
rõ ràng không ai tin Tần Lâm thật sự có thể mua được lâu đài. Trần Khả Nhi cau mày, cảm thấy có chút mất mặt, sau đó cô nhéo ở phía dưới Tần Lâm. Anh rể, anh phiền chết đi được. Tần Lâm bất lực, sau đó lấy điện thoại ra rồi nói, để anh liên lạc một lát. Chẳng mấy chốc, Hà Niệm Anh đã nhấc máy. Tiểu sư huynh, tôi là Hà Niệm Anh đây, sư huynh cần gì? Lâu đài Seattle ở tỉnh Lỵ là sản nghiệp của bên sư muội đúng không? Đúng vậy, tiểu sư huynh thích sao? Tôi sẽ mua. Tiểu sư huynh xa cách như thế làm gì, chỉ là một tòa lâu đài còn con mà thôi, làm sao có thể lấy tiền được? Tần Lâm cười đáp, không sao, nhân viên cũng cần lương mà, tôi cũng không thiếu tiền, gọi người làm hợp đồng cho tôi đi. Vâng, tiểu sư huynh. Hà Niệm Anh cũng không xem là người ngoài gì, tuy đã từng là người giàu nhất nước, nhưng bà ấy cũng biết rằng Tần Lâm cũng có tiền không kém. Những người ở cùng sư phụ sao có thể thiếu tiền được chứ? Phát chút tiền coi như tiền thưởng cho nhân viên. Chỉ nói đơn giản vài câu, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi. Sau khi anh cúp máy, mọi người vẫn còn đang cười. Cao Chí Văn cười ngặt nghẽo, anh diễn cũng khoa trương quá rồi. Người anh em, tôi thấy anh diễn cũng giống đấy, lúc nãy anh gọi điện cho ai thế? Chắc không phải là người giàu nhất nước Hà Niệm Anh đấy chứ, ha ha ha. Không ai ở đây tin rằng Tần Lâm có thể mua lâu đài, tiền thuê đã là 100.000 tệ một ngày, nếu mua thì chắc chắn sẽ là con số trên trời, căn bản phải giàu có đến mức bọn họ không thể tưởng tượng ra nổi. Phan Đình Đình che miệng cười không ngớt, Khả Nhi, bạn trai cô cũng hài hước ghê nhỉ, chắc chưa từng mua nhà đúng không? Đừng nói đến tòa lâu đài này, cho dù có mua cửa hàng mặt phố ở khu thương mại cũng phải cần rất nhiều thủ tục, trước khi bán, ký hợp đồng, trang trí, giao hàng, bảo trì tài sản, xử lý bất động sản. Mới có thể mua được, chứ đừng nói đến việc muốn mua tòa lâu đài đó. Cô cho rằng đang mua rau sao, một tay đưa tiền một tay đưa hàng à? Tôi xin đấy, lần sau có diễn thì cũng phải kiểm tra một chút, mua nhà không phải làm như vậy đâu, quy trình thực hiện cơ bản cũng chẳng biết kia kìa. Tần Lâm cười nhạt, quy trình cơ bản, cô mua nhà thì cần, còn tôi thì không. Đùa đấy à, mua nhà với Hà Niệm Anh thì cần gì quy trình chứ? Trang viên Thanh Mai trước đây, Tần Lâm cũng chẳng cần làm thủ tục gì cả, hiện tại nó vẫn đứng tên anh đấy thôi. Trang viên Thanh Mai còn trị giá vài trăm triệu. Huống chi một tòa lâu đài nhỏ bé này. Cao Chí Văn cười nhạo, anh bạn à, bốc phét không tính thuế đúng không? Vậy ý của anh là cả tòa lâu đài kia trở thành của anh rồi ư? Tần Lâm liếc nhìn đồng hồ đeo tay, một tiếng nữa nó sẽ là của tôi, nói chính xác là tôi sẽ tặng cho Khả Nhi. Được, vậy chúng tôi sẽ đợi anh một tiếng, đi thôi, chúng ta còn thời gian mà, chúng ta đi quán ba chơi một lát nhé. Sau đó sẽ đến tòa lâu đài của vị sư huynh này chơi, có được không? Phan Đình Đình đầy vẻ thích thú, được, tôi cũng muốn xem, Trần Khả Nhi rốt cuộc có thành công chúa được hay không? Trần Khả Nhi cau mày, mặt đầy ai oán. Anh rể sao lại bốc phét đến vậy được chứ? Anh rể, anh sao vậy, sao anh lại nói bừa như thế, lát nữa chẳng phải em sẽ bị bạn học chê cười hay sao? Tần Lâm nhìn bộ dạng của Trần Khả Nhi, cảm thấy cũng khá thú vị. Bèn giễu cợt nói. Sao thế, em mất mặt rồi sao? Vậy tại sao lúc em lén chụp ảnh anh lại không cho anh mặt mũi đi? Tần Lâm vẫn không nói cho Trần Khả Nhi biết sự thật, cứ để cho con nhỏ này lo lắng một chút cũng tốt. Trần Khả Nhi tức giận, trợn mắt nhìn Tần Lâm. Sau đó nói nhỏ, anh rể, anh cũng quá nhỏ nhen rồi đó. Em chỉ chụp mỗi tấm hình mà thôi, em cũng đâu gửi cho chị em xem, vậy mà anh đã làm em mất mặt như thế này rồi. Hừm. Tần Lâm mỉm cười, nhưng không nói thêm lời nào, mọi người lập tức dọn đồ để đi sang quán bar bên cạnh. Bởi vì Tần Lâm đã nói sau một giờ nữa, vậy sau khi các thủ tục hoàn thành thì tòa lâu đài Seattle sẽ thuộc về anh. Vì vậy mọi người đã giết thời gian ở quán bar, đợi sau một tiếng sẽ đi xem trò đùa của Tần Lâm. Ngay khi vào quán bar, lập tức vang lên một loại nhạc rock nặng đến chói tai, có thanh niên nam nữ đang nhảy tung tăng trên sàn. Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, thật khiến cho người ta sôi máu. Dù gì họ đều là những người trẻ tuổi, sau khi vào thì cũng chơi đùa một hồi, uống vài ly rượu rồi bắt đầu lên sàn nhảy. Tần Lâm không thấy hứng thú với mấy thứ này, chỉ ngồi yên vị ở ghế. Trần Khả Nhi và những người khác đều lên sân khấu để nhảy, được một lúc thì Phan Đình Đình gần như nhảy cẫng lên. Ai thế?
âm thanh tuy rất lớn nhưng vẫn bị âm nhạc lấn át. Sau khi cô ta hét lên, mọi người lập tức quay lại nhìn, một gã thanh niên lưu manh đầu chọc đang đứng ở sau Phan Đình Đình. Còn Phan Đình Đình đang giữ lấy mông cô ta với vẻ mặt giận dữ. Cơ thể của Phan Đình Đình khá đẹp, cộng thêm việc đang nhảy rất sung, đột nhiên cô ta cảm thấy có ai đó phía sau đang chạm vào mông mình. Anh bị điên à, sờ mông tôi làm gì? Phan Đình Đình trừng mắt nhìn gã, vẻ mặt vô cùng tức giận. Gã tiểu hoàng mau cười khẩy, sờ mông cô thì sao, cô ở đây ưỡn ẹo thế này, không phải là để cho đàn ông sờ sao? Giả vờ cái gì chứ? Phan Đình Đình trợn tròn mắt, nói bậy, còn lâu tôi mới cho anh sờ, chồng ơi, hắn ta sờ em. Phan Đình Đình vốn đã kiêu ngạo thành thói quen, cô ta sẽ không thể nào để cho mấy tên côn đồ này có mặt mũi được. Vừa rồi Cao Chí Văn đã đắc tội với Phan Đình Đình, bây giờ vừa hay có dịp để thể hiện, ngay lập tức anh ta tung cú đá. Bụp! Cao Chí Văn đá thẳng vào bụng của tên côn đồ, tên tiểu hoàng mao vốn đã say khướt, khi bị đá thì trực tiếp phun hết ra. Sau đó té ập xuống sàn nhảy, nằm ngửa trên mặt đất rồi nôn mửa. Mọi người xung quanh nhìn thấy, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra ở quán bar, uống quá chén rồi đánh nhau cũng là chuyện thường tình mà thôi. Cao Chí Văn có chút hoảng hốt, không ngờ rằng cú đá này lại trúng vào bụng. Đình Đình, chúng ta mau về trước đi, đừng nhảy nữa, uống nhanh rồi đi. Cao Chí Văn giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi hoảng sợ, sợ rằng sẽ bị báo thù nên nhanh chóng kéo Phan Đình Đình ra khỏi sàn nhảy. Tuy Phan Đình Đình không quan tâm lắm, nhưng cô ta cũng đành đi theo Cao Chí Văn. Quay trở lại ghế ngồi, nhìn thấy Tần Lâm vẫn đang ở đây uống rượu, Phan Đình Đình bèn hừ lạnh một tiếng. Nhàm chán quá rồi đấy, đến nhảy cũng không đi, người thành thật như thế này, lỡ may có xảy ra chuyện, e là cũng chẳng giải quyết được đâu. Mấy bạn học cười trộm, cũng cảm thấy Tần Lâm bảo thủ quá, mọi người đều đi nhảy, chỉ có mình anh ngồi đây uống rượu. Loại người như này, chính là loại trạch nam điển hình, loại trạch béo đấy, biết không? Ở trên mạng làm anh hùng bàn phím, trên thực tế chả làm được gì cả. Đúng vậy, lần trước tớ đi xem mắt cũng từng gặp một tên như thế, bọn tớ gặp mặt tại quán rượu, có một tên lưu manh đến trêu ghẹo tớ, anh ta dám tỏ ra như không thấy, đúng là tức chết mà. Hai, loại người này thật đáng để độc thân cả đời, muốn tìm được bạn gái chắc là kỳ tích. Mọi người đều thay đổi ấn tượng với Tần Lâm. Vốn cũng cảm thấy anh là tên khốn, lại thêm vừa nãy bạn học nữ kể ra tên đàn ông mà cô ta gặp hôm đi xem mắt, mọi người lập tức cảm thấy Tần Lâm là loại người này. Mặc dù Trần Khả Nhi cũng cảm thấy Tần Lâm hơi cổ hủ, có điều cũng mặc kệ, dù sao cũng là anh rể. Chị cô là một bà già chỉ thích nghiên cứu, suốt ngày giáo điều, loại người như cô ấy mà kết giao với ai thì người ấy cũng phải cổ hủ như vậy, thế mới hợp tình hợp lý. Khi mọi người đang uống rượu, nói chuyện, đột nhiên Hoàng Mao đưa theo 4-5 tên đàn ông xăm đầy người đi tới. Mấy tên này tay cầm chai rượu, ai trông cũng rất hung ác, Hoàng Mao xách chai rượu đi về phía trước, nhìn Phan Đình Đình nói. Con tiện nhân, nãy là mày đạp tao đúng không? Phan Đình Đình quay đầu, nhìn thấy nhiều người như vậy, lập tức hoảng sợ. Ai cơ, mấy người đang nói gì vậy, tôi không hiểu, tôi không quen mấy người. Hoàng Mao cười khẩy, không quen. Thế mẹ nó tao xin phép làm quen mày nhé. Nói xong, Hoàng Mao cầm lấy bình rượu đập mạnh vào bàn. Bốp, chiếc bình vỡ một nửa còn lại nằm trong tay gã. Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trên bàn, văng lên người mọi người lập tức hoảng hốt. Dù sao bọn họ đều là sinh viên, vẫn còn đang học đại học, ở đây người thực sự đã vào đời chỉ có Tần Lâm và Cao Chí Văn. Mọi người đều chưa từng gặp tình cảnh thế này bao giờ. Sắc mặt ai cũng vô cùng khó coi. Đặc biệt là Phan Đình Đình, không khỏi lùi về sau mấy bước, bắt lấy cánh tay của Cao Chí Văn. Hoàng Mao thấy vậy, xách chai rượu, đi đến trước mặt hai người, chỉ vào Cao Chí Văn nói. Mày là thằng đàn ông của nó đúng không? Muốn ra mặt thay nó đúng không? Nói xong, mấy tên xăm khắp người vây lại, nếu mà nói gì không ưng là bọn họ sẽ xông lên đánh. Sắc mặt Cao Chí Văn lập tức thay đổi. Vội vàng lùi về sau mấy bước, kéo tay Phan Đình Đình ra. Không phải, không phải, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cao Chí Văn nói xong, vội vàng rời khỏi Phan Đình Đình, tỏ ra không quen cô ta. Phan Đình Đình sững sờ, tên họ Cao kia, anh nói gì thế, sao anh bảo không quen tôi, anh có gan thì nói lại lần nữa.
Cao Chí Văn quay đầu đi, giả bộ không quen cô ta. Sắc mặt Phan Đình Đình vô cùng khó coi, không ngờ được mấy tên côn đồ này lại khiến Cao Chí Văn sợ chết khiếp. Vừa nãy bọn họ còn giễu cợt Tần Lâm sợ này sợ nọ, nói người ta là trạch nam, gặp người xấu sẽ lùi sau chạy. Kết quả bây giờ, bạn trai cô ta lại là loại đấy, đúng là vả mặt mà. Hoàng Mao dần dần lại gần, sắc mặt Phan Đình Đình vô cùng khó coi, đột nhiên nhanh trí mà chỉ vào Trần Khả Nhi. Anh xem, cô ta xinh hơn tôi nhiều, cô ta còn non hơn tôi, hơn nữa đây là lần đầu của cô ta, tôi thì không phải, các anh chơi tôi sẽ không vui bằng chơi cô ta đâu. Phan Đình Đình nói vậy, đám Hoàng Mao lập tức chú ý đến Trần Khả Nhi, mắt sáng lên như đèn pha. Trần Khả Nhi thực sự xinh đẹp hơn Phan Đình Đình nhiều, hơn nữa còn khí chất hơn. Hoàng Mao cười khẩy, yên tâm, nhiều anh em thế này không đủ chia, mấy người không chạy thoát đâu. Đúng như Phan Đình Đình nghĩ, dù là diện mạo hay là khí chất thì Trần Khả Nhi đều hơn cô ta. Hoàng Mao đến tìm Phan Đình Đình vì báo thù, nếu đã bảo thù thì để mấy đàn em lên cũng như vậy thôi. Gã muốn chơi một ai chất lượng hơn, đó chính là Trần Khả Nhi. Bàn này đều là sinh viên đại học, cơ bản không cần lo sẽ xảy ra chuyện gì, một đám sinh viên mà thôi, sao có chống lưng chứ? Cho dù cưỡng ép bọn họ ngủ với mình, cùng lắm là cho bọn họ tiền là xong việc. Hoàng Mao đi đến trước mặt Trần Khả Nhi, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, mắt lộ vẻ nham hiểm. Em gái, em muốn tự nguyện đi với anh hay để anh cưỡng chế ôm em đi? Sắc mặt Trần Khả Nhi thay đổi, tên lưu manh thối, phì. Trần Khả Nhi phun tuệt một bãi nước bọt vào người Hoàng Mao kia, Hoàng Mao không những không tức giận, ngược lại còn vô cùng hứng thú. Ôi chao, ghê gớm nhỉ, ha ha ha, anh thích kiểu này nhất đó, hy vọng tí nữa trên giường em cũng mãnh liệt như thế. Nói xong, Hoàng Mao liền ra tay. Tần Lâm đột nhiên kéo Trần Khả Nhi về phía sau, lạnh lùng nhìn Hoàng Mao nói. Mày động vào Phan Đình Đình thì tao không quan tâm, nhưng động vào cô ấy thì không được. Hoàng Mao nhíu mày, nhìn Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, mẹ kiếp, mày là người đứng đầu đúng không? Mày đã từng nghe đến cái tên anh Mao bao giờ chưa? Tần Lâm cười khẩy, loại tôm tép như mày, không xứng để tao nghe tên. Hoàng Mao híp mắt, chai rượu trong tay đập xuống bàn. Bốp một tiếng, chai thủy tinh văng tóe tung, trên bàn đầy mảnh thủy tinh, Hoàng Mao nghiến răng nghiến lợi, mặt mày hung ác nói. Tao là loại tôm tép, mày chắc chứ? Nhìn thấy ánh mắt đầy uy hiếp của Hoàng Mao, Tần Lâm cười nhạt. Cô tay lên bàn, tìm được một mảnh thủy tinh. Sắc mặt Trần Khả Nhi thay đổi, anh rể, chấm ans Tần. Anh cẩn thận. Mọi người đều sững sờ, không biết Tần Lâm định làm gì, đứng bên cạnh xem với vẻ mặt đầy hoài nghi. Chỉ nhìn thấy Tần Lâm đột nhiên bóp tay. Rắc một tiếng. Trong lòng mọi người nhói lên một cái. Đấy là miếng thủy tinh ấy, tay không bị cắt đứt à? Tuy nhiên sau khi Tần Lâm bóp nát, thả tay ra trước mặt mọi người. Bột thủy tinh chảy ra qua kẽ tay anh. Thủy tinh bị Tần Lâm bóp thành bột vụn. Tất cả mảnh thủy tinh dưới lực bóp của Tần Lâm đều biến thành bột vụn. Đám Hoàng Mao thấy vậy, mặt mày biến sắc, lập tức kinh ngạc. Sức mạnh gì thế này? Mảnh thủy tinh sắc bén trong tay Tần Lâm chỉ giòn rụm như miếng bánh quy, bị bóp thành bột vụn luôn. Đám Hoàng Mao không dám ra tay bừa bãi. Có bản lĩnh thế này, đâu phải người bình thường. Xin hỏi, người anh em đây lăn lộn ở đâu? Hoàng Mao lúc này toát đầy mồ hôi lạnh, có dự cảm không lành. Tần Lâm cũng lười phí lời với bọn họ, mấy người quen Lôi Hồng và Lão Toàn không? Sắc mặt Hoàng Mao thay đổi, hai chân run như cầy sấy. Dù là chị Hồng hay anh Toàn thì gã đều không quen, không phải vì không nổi tiếng, mà vì gã không đủ tư cách. Không ngờ Tần Lâm lại nói ra tên của Lôi Hồng và Lão Toàn, hơn nữa cách xưng hô còn không giống người khác. Người khác đều gọi Lôi Hồng là chị Hồng, thậm chí có nhiều người không biết họ tên đầy đủ của chị Hồng là gì. Nhưng Tần Lâm vừa mở miệng đã nói ra tên Lôi Hồng, vừa nhìn là biết đây là người trong nội bộ. Hoàng Mao hoảng rồi, vội vàng nói. Xin lỗi, là tôi có mắt như mù, đại ca, mọi người cứ chơi vui vẻ, hôm nay để tôi thanh toán. Tôi gọi cho mọi người một đĩa trái cây. Nói xong, Hoàng Mao liền dẫn đàn em chạy về phía quầy ba. Gã vội vàng tìm lý do để chạy trốn, nếu không nhỡ mà Tần Lâm nổi giận thì bọn họ chết chắc. Mấy tên này bỏ chạy, Tần Lâm cũng không chặn lại.
có điều sắc mặt Phan Đình Đình lại khó coi vô cùng. Trải nghiệm này khiến cô ta không chịu nổi, hình tượng Cao Chí Văn trong lòng cô ta trong nháy mắt sụp đổ. Cao Chí Văn lúc này cũng mất hết mặt mũi, lúc nãy, là đàn ông mà không thể đứng ra mà lại bỏ chạy ra sau phụ nữ, đẩy Phan Đình Đình lên trước. E rằng lúc này muốn xoay chuyển cũng không dễ dàng. Cao Chí Văn nghiến răng, kéo Phan Đình Đình vào phòng vệ sinh. Phan Đình Đình giãy giụa, anh làm gì vậy, anh thả tôi ra, chẳng phải anh không quen tôi sao, kéo tôi làm cái gì. Mọi người đều biết, tên Cao Chí Văn này lại đi dỗ Phan Đình Đình. Có điều không ai quan tâm, một người chịu dỗi một người chịu dỗ, Cao Chí Văn là người thế nào, mọi người đều biết. Chỉ được vẻ ngoài với cả có tiền, hay đi chơi gái nhưng không chịu trách nhiệm, có thể nói là trừ việc đẹp trai và có tiền ra, cái gì cũng không có. Nhưng cái xã hội này, vừa có tiền, vừa đẹp trai, chẳng phải là tiêu chuẩn sao? Có cô gái nào chống lại được mị hoặc của dạng này? Cho dù là người như Cao Chí Văn không biết chịu trách nhiệm, không có gan, lại còn lăng nhăng, nhưng chỉ cần đập tiền vào, dỗ một tí, chắc Phan Đình Đình sẽ tha thứ cho anh ta. Một lúc sau, quả nhiên Cao Chí Văn ôm eo Phan Đình Đình rồi đi qua. Hai người vừa nói vừa cười, hiển nhiên là làm hòa rồi. Trần Khả Nhi nhíu mày, đúng là lật đổ tam quan của cô ấy mà, cô ấy nói. Phan Đình Đình, cô còn làm hòa với anh ta à, vừa nãy anh ta bán cô đó. Nếu như người khác nói, Phan Đình Đình chắc còn nghe, nhưng Trần Khả Nhi nói, cô ta chắc chắn không chịu nghe. Cô có ý gì, đố kỵ tôi phải không? Đố kỵ bạn trai tôi có tiền nên không thích thấy người khác tốt hơn mình. Bạn trai tôi gan bé thì có làm sao, tôi thích tiền của anh ấy, cô ngưỡng mộ chưa? Nhìn lại bạn trai của cô đi, ngoài việc chém gió ra thì làm được gì, chẳng phải bảo mua lại lâu đài Seattle sao? Cô cho chúng tôi xem nào. Trần Khả Nhi cạn lời, cô đúng là không biết lý lẽ. Rõ ràng là muốn tốt cho cô ta lại tỏ ra thù địch như vậy. Mấy bạn học khác cũng hiếu kỳ, đúng vậy, cũng sắp đến lúc rồi, chúng ta đi xem lâu đài Seattle đi. Ha ha ha. Hai, được rồi, nhường người ta một chút đi, cái gì mà lâu đài Seattle, tí nữa chúng ta đi dạo một chút ở kia là được, chụp vài bức ảnh là xong. Đúng vậy, chúng ta đều là bạn bè, không cần ra vẻ, thế nào cũng được. Vừa nãy Tần Lâm ra tay giải quyết đám hoàng mao, đám bạn học kích động vô cùng, hơn nữa lúc trước Tần Lâm còn khám bệnh cho mọi người, bây giờ mọi người cũng khá có thiện cảm với anh. Vậy nên mọi người không ép mà muốn giữ thể diện cho Tần Lâm. Tuy nhiên Tần Lâm đứng dậy, đột nhiên nói. Lâu đài Seattle đúng không, chắc sắp được rồi đấy, chúng ta cùng đi nhé. Mọi người sững sờ nhíu mày. Anh nói gì vậy, chúng tôi muốn giữ thể diện cho anh lại không chịu, cứ cố để mọi người nhìn thấy cảnh mình mất mặt là sao. Tôi nói cho anh biết quản lý của lâu đài Seattle vô cùng nghiêm, anh đừng nghĩ đến chuyện có thể đi vào. Đúng vậy, muốn lẻn vào thì mình anh đi đi, chúng tôi không muốn mất mặt đâu. Mọi người đều cho rằng Tần Lâm không mua được lâu đài Seattle, vậy nên nói năng không chút kiêng kỵ, muốn cho anh cơ hội anh lại không chịu, vậy bọn họ cũng không khách khí nữa. Lời nói cũng mọi người đầy châm biếm, không ưa vẻ giả tạo của Tần Lâm. Trần Khả Nhi cũng hơi lo, nói nhỏ với Tần Lâm. Anh rể, thôi chúng ta đừng giả vờ nữa, em nghĩ không cần thiết đâu. Bây giờ nếu so bì bạn trai, Phan Đình Đình đã không còn ưu thế rồi, cũng không còn cơ hội để thể hiện nữa. Bạn trai cô ta ngoại trừ giàu có đẹp trai thì chẳng có ưu điểm gì, bây giờ bọn họ mặc dù trông cũng được, nhưng không ai ngưỡng mộ bọn họ nữa. Ai có thể ngưỡng mộ một tên vô dụng vừa lăng nhăng vừa không biết chịu trách nhiệm chứ? Tần Lâm cười nhạt, anh không giả vờ, thủ tục đã hoàn tất rồi, bên trong đã được bài trí xong, lời mà anh nói ra anh không có thói quen rút lại. Tặng thì tặng, Tần Lâm tặng một món quà cũng không cần so sánh với người khác, chính là tùy ý mà tặng thôi, cứ như tặng một giỏ hoa quả cho bạn bè vậy. Mọi người đều thực sự không biết nên nói gì, nhìn Tần Lâm như thằng ngu. Chém gió đến mức độ này, đã xong chưa vậy, mọi người không ai quan tâm anh chém gió gì nữa, mà anh cứ tự lôi ra nói tiếp vậy. Đây chẳng phải là đưa mặt ra cho người khác tát sao? Trần Khả Nhi nhíu mày, có hơi cạn lời. Không ngờ anh rể lại cố chấp như vậy, đến lúc mất mặt thì làm sao? Dù sao người trong cuộc không cần thể diện, mọi người cũng không quan tâm, chỉ đi hóng Dreamer mà thôi.
Cao Chí Văn và Phan Đình Đình tiến lên phía trước. Tôi muốn xem, anh lừa chúng tôi thế nào. Ha ha, trừ phi đút tiền cho bảo vệ hoặc nhân viên công tác thì họ mới cho chúng ta vào, anh ta cứ tùy tiện mà bảo đấy là nhà anh ta, chúng ta cũng không bắt lỗi được. Cao Chí Văn nói vậy, mọi người đều hiểu ra. Có vẻ như đúng là như vậy, mọi người đều hiểu rõ, muốn xem tí nữa Tần Lâm diễn kịch thế nào. Mọi người nhìn anh với ánh mắt khinh khỉnh và vẻ mặt cười cợt, rồi đi đến lâu đài Seattle. Đây là công viên giải trí siêu lớn nằm ở khu trung tâm, con đường vào lâu đài sẽ có người canh giữ. Đám Tần Lâm đi đến cổng, bị bảo vệ chặn lại. Xin chào, đây là lãnh thổ tư nhân, người ngoài không được phép vào trong. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi cười nhạo. Tôi nói rồi mà anh Tần, sao ngay cả bảo vệ mà anh cũng không mua chuộc được vậy? Diễn kịch mà không diễn cho tròn vai à? Anh thiếu chuyên nghiệp quá rồi đấy. Chẳng nhẽ còn tiếc tiền mua chuộc bảo vệ à, diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai chứ, chúng tôi còn muốn vào trong chụp ảnh đấy, anh làm thế này là đang làm khó chúng tôi đấy. Đúng vậy, Trần Khả Nhi, hai người đang chơi chúng tớ à? Mấy bạn học ôm cánh tay, tỏ vẻ muốn hóng Dreamer, họ đứng bên cạnh, trên mặt đầy vẻ cười cợt. Trần Khả Nhi nhíu mày, nói nhỏ, anh rể, hay chúng ta đi thôi. Mặc dù cô ấy không biết Tần Lâm định làm gì, nhưng dù như thế nào thì đây nhất định là giả, chỉ là nói dối, sau này nhất định sẽ bị vạch trần. Thà rút lui sớm còn hơn là bị người ta phát hiện rồi phải chuồn đi. Tần Lâm nhíu mày, nói yên tâm đi, để anh gọi người đến đón. Nói xong, Tần Lâm gọi một cuộc điện thoại. Tôi đến nơi rồi, phái người xuống đón tôi đi. Tần Lâm nói một câu như vậy, xong liền cúp máy. Mọi người đều không tin, giả vờ cũng không thể nào tùy ý như vậy được, dẫu gì cũng nghiêm túc một chút. Tần Lâm này gọi điện thoại, nói một câu liền cúp máy, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh nghĩ anh lợi hại đến thế sao? Tần Lâm cúp máy, bộ đàm của bảo vệ rung lên. Tiểu Đỗ, mau tiếp đón ông chủ. Sắc mặt Tiểu Đỗ thay đổi, vội vàng chạy đến, cung kính nói. Thưa anh, thật xin lỗi, tôi không biết anh là ông chủ, mời anh vào. Mọi người đều sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ không quan tâm. Diễn giống đấy, còn là ông chủ. Ha ha, có thể là vì lúc nãy chưa bàn xong nên phải mua chuộc lại, diễn cũng giống phết đấy, còn là ông chủ. Mọi người đều tỏ ra không tin, đi cùng Tần Lâm vào trong. Sau khi đi vào con đường dài thì cuối cùng cũng đến được cổng lâu đài. Lâu đài theo phong cách Seattle, bên ngoài trang nghiêm, bên trong nguy nga lộng lẫy, trông vô cùng sang trọng. Sau khi vào bên trong, mọi người lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Wow, sang trọng quá. Không hổ là tài sản của bất động sản Hà Thị, lợi hại thật, nếu như mà có thể ngủ ở đây một đêm thì có chết cũng đáng. Đừng nói đến 5 sao, chắc dù là khách sạn 7 sao thì cũng không đọ lại nơi này. Anh Tần này tốn nhiều công sức nhỉ. Không ngờ bọn họ thực sự vào được đây, chắc lần này Tần Lâm tốn không ít tiền, dù là mua chuộc mấy người kia. Để bọn họ cho mình vào chơi một hai tiếng, thì cũng mất một đống tiền. Tần Lâm cười nhạt, không giải thích, tùy ý để mọi người tham quan. Ê, mấy người xem thôi, đừng sờ mó linh tinh, làm hỏng là không đền được đâu. Trần Khả Nhi cho rằng là Tần Lâm thuê, đồ dùng bên trong rất quý, nên không cho bọn họ sờ mó linh tinh. Nói xong, Trần Khả Nhi dựa về phía sau, đột nhiên bức tranh trên tường rơi xuống. Bộp một tiếng. Khung thủy tinh vỡ vụn, xé rách bức tranh. Đậu má, đây là tranh của Từ Bi Hồng. Mọi người đều nhìn bức tranh bị rơi hỏng, ai ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, sắc mặt vô cùng khó coi. Trần Khả Nhi, sao cậu lại bất cẩn đến vậy, cậu vừa nhắc bọn mình xong đó, kết quả lại tự mình làm hỏng bức tranh. Đây là một mình cậu làm hỏng đấy, không liên quan gì đến bọn tớ đâu. Đúng vậy, bọn tớ còn chưa động vào, ở đây có camera giám sát không? Mọi người nhìn một lúc, đột nhiên có người nói. Không có camera giám sát, nếu như thực sự bị kiện, chúng ta sẽ phải chia đều để đền bức tranh này. Đám bạn họ đều tỏ ra đau khổ, mặt tái mét. Tranh của Từ Bi Hồng ít nhất cũng mấy chục triệu, bọn họ tổng cộng mười mấy người, một người cũng phải đến tầm 1 triệu. Có bạn học còn không có đến 1 triệu, đây đúng là táng gia bại sản mà. Phan Đình Đình mặt mày âm trầm. Trần Khả Nhi. Cô hay lắm, không cho cô thể hiện mà cô cứ cố thể hiện,
đều là bạn học với nhau, giả bộ làm gì, bây giờ thì hay lắm, rước họa vào thân rồi. Ai mau tra xem, bức tranh này rốt cuộc bao nhiêu tiền, chúng ta đền thế nào? Trần Khả Nhi, tôi nói cho cô biết, cái đồ táng gia bại sản nhà cô cùng phải đền. Cô đừng tưởng có thể bắt chúng tôi đền thay cô. Sắc mặt Trần Khả Nhi vô cùng khó coi, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Cô nghiến răng nói, mấy người yên tâm, chuyện tôi tự mình làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, bức tranh này do tôi làm hỏng thì tôi tự mình đền, không cần mấy người quan tâm. Nghe thấy mọi người nói chuyện, Tần Lâm cười. Khả Nhi, nói gì vậy, đây là bức tranh của nhà em, đền gì chứ? Tần Lâm nói xong, Phan Đình Đình cười nhạo, anh đúng là biết làm trò. Nhập vai quá rồi đấy. Đã là lúc nào rồi mà còn diễn kịch. Đây là lâu đài Seattle, anh nghĩ tranh ở đây có thể là đồ giả chắc. Ý của Phan Đình Đình rất rõ ràng, tranh ở đây là thật, giá cả chắc chắn không rẻ, trên tường đều treo tranh gốc của những họa sĩ nổi tiếng thế giới. Mặc dù không quý giá như ở bảo tàng, nhưng cũng là những tác phẩm có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Mỗi bức đều có giá trên trời, nếu như làm hỏng thì ai đền nổi chứ? Bức tranh này của Từ Bi Hồng, ít nhất cũng phải loại mấy chục triệu, dựa vào gia cảnh của nhà Trần Khả Nhi chắc chắn không đền nổi. Những bạn học khác cũng nhíu mày kêu ca. Trần Khả Nhi, hai người lợi hại thật, vì giả dầu mà có thể làm hỏng cả bức tranh chục triệu, tớ phục thật đấy. Sao vậy, bây giờ biết hối hận rồi à? Còn nghĩ mình là công chúa sao? Được rồi, mọi người nói ít thôi, nghĩ cách xem đền thế nào. Đền cái gì mà đền, cũng không phải do tớ làm hỏng. Tớ không đền. Chúng ta không đền thì phải xử lý thế nào, cậu nhìn Trần Khả Nhi, tự cô ấy đền được chắc. Nhà cô ấy cũng chỉ dựa vào việc kinh doanh vận tải than đá, không kiếm được nhiều tiền, lấy đâu ra mấy chục triệu để đền. Vậy chúng ta thảm rồi. Rõ ràng không phải lỗi của chúng ta, mà chúng ta lại phải đền. Mọi người mỗi người một câu, có câu tốt, có câu càu nhàu, nhưng đa phần đều trách Trần Khả Nhi. Nếu không vì cô ấy cứ muốn thể hiện, đưa bọn họ đến chỗ này thì đã không xảy ra chuyện làm hỏng đồ quý như vậy rồi. Trần Khả Nhi hoảng đến mức vành mắt hồng hồng, cầm bức tranh dưới đất lên, nghĩ cách làm thế nào để sửa. Tuy nhiên Tần Lâm vẫn bình tĩnh cười, đi đến trước mặt, cầm bức tranh lên, nhìn rồi lắc đầu. Hết cách rồi, không sửa được, vứt đi thôi. Nói xong liền tiện tay vứt vào thùng rác. Mặt mọi người biến sắc, Cao Chí Văn lớn tiếng trách mắng. Anh làm gì vậy? Anh điên rồi à? Bức tranh này biết đâu còn có thể tìm ai đó để sửa lại, chúng tôi có thể đền ít tiền hơn chút, bây giờ thì hay rồi, bị anh phá hủy rồi, anh chẳng phải là đang hại chúng tôi sao? Phan Đình Đình cũng nghiến răng nghiến lợi, anh ích kỷ quá, cho dù bản thân không đền được thì cũng đừng có làm hỏng thêm chứ, đây rõ ràng là đang kéo chúng tôi xuống nước cùng. Trần Khả Nhi, tôi nói cho cô biết, mọi chuyện đều có chứng cứ, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Nếu như cô muốn liên lụy chúng tôi, thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý. Trần Khả Nhi bị bọn họ nói mà đỏ hết mặt, đây là bức tranh trị giá cả chục triệu, đền thế nào bây giờ? Cầm điện thoại lên, Trần Khả Nhi nghĩ một lúc, để em gọi điện cho bố. Tần Lâm bất đắc dĩ, cướp lấy điện thoại của Trần Khả Nhi rồi nói. Chẳng phải anh bảo em, đây đều là đồ của em sao, em làm hỏng đồ của mình thì đền gì chứ? Anh rể. Anh đừng làm loạn nữa. Trần Khả Nhi còn chưa nói hết, đã có một người đàn ông trung niên mặc vest đen đi vào, ông ta đeo kính viền vàng, trông vô cùng tri thức, trước ngực có thẻ nhân viên, bên trên có logo của bất động sản Hà Thị. Xin chào, tôi là giám đốc bộ phận quản lý tài sản của lâu đài Seattle, tôi họ Đỗ, xin hỏi, ai là cô Trần Khả Nhi? Trần Khả Nhi sững sờ, là tôi. Giám đốc Đỗ đi đến trước mặt cô, cung kính bắt tay Trần Khả Nhi rồi nói. Xin chào bà chủ, nếu như phòng ốc không có vấn đề gì thì có thể ký tên lên hợp đồng bàn giao, khi về tôi còn bàn giao với cấp trên. Khi nhìn thấy giám đốc Đỗ, tất cả mọi người đều sững sờ, quay sang nhìn nhau với gương mặt hoang mang. Người khác là giả nhưng giám đốc Đỗ này chắc là thật nhỉ, dù sao người ta cũng có thể tự ý ra vào hội trường, cộng thêm bộ quần áo và huy hiệu trước ngực, nhìn có vẻ là giám đốc quản lý tài sản thật. Giám đốc Đỗ, ông là giám đốc Đỗ nào? Cao Chí Văn hơi không tin, bước lên hỏi. Giám đốc Đỗ sững sờ giây lát, lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho Cao Chí Văn nói. Tôi là phó tổng giám đốc của bất động sản Hà Thị,
cũng là giám đốc quản lý tài sản của lâu đài Seattle, tên là Đỗ Văn Minh, anh còn muốn kiểm tra gì nữa? Đỗ Văn Minh không chỉ có thẻ công tác còn có thông tin trên Google, rất dễ dàng tra ra thân phận của Đỗ Văn Minh. Đỗ Văn Minh cũng là một nhân vật rất quan trọng trong bất động sản Hà Thị. Bất động sản Hà Thị nổi tiếng với tài sản, công tác quản lý tài sản làm rất tốt, có thể nói là đứng đầu ngành, nên Đỗ Văn Minh là một nhân vật rất quan trọng trong công ty, thường xuyên xuất hiện trong các cuộc họp báo. Tất cả mọi người lúc này đều ngẩn người, Đỗ Văn Minh đã đích thân nói rồi, còn có thể là giả sao? Ông Đỗ, anh ta là chủ bỏ tiền ra thuê nơi này thật à? Đỗ Văn Minh nhíu mày, đưa bản hợp đồng ra cho mọi người xem. Đây, giấy trắng mực đen rõ ràng, chủ sở hữu, Trần Khả Nhi. Phan Đình Đình trợn to mắt, không thể tin vào kết quả này, nhíu mày nói. Không thể nào, đây chắc chắn là giả, cô ta đã mua chuộc ông, bảo ông diễn kịch đúng không? Đỗ Văn Minh cười khinh bỉ, cô gái này, cô đang nói giỡn à? Khi nói, Đỗ Văn Minh còn cố ý để lộ chiếc đồng hồ chói lóa của mình ra. Đỗ Văn Minh có thân phận gì? Ông ta là giám đốc tài sản của bất động sản Hà Thị, lương tiền triệu mỗi năm, chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng trên tay có giá hơn 200.000 tệ. Hiển nhiên, Đỗ Văn Minh sẽ không bao giờ bị mua chuộc bằng thủ đoạn thông thường, và lại với thân phận của ông ta, chắc chắn chẳng thể nào bị mua chuộc bằng tiền. Vì vậy tất cả đám bạn học đều chết lặng. Lâu đài này là của Trần Khả Nhi thật à? Đỗ Văn Minh lạnh lùng hừ một tiếng, không thì sao, chả lẽ của các bạn à? Nói xong, điện thoại của Đỗ Văn Minh reo lên. Cô Trần, là cuộc gọi video từ Chủ tịch Hà Niệm Anh của chúng tôi, lâu đài Seattle này khá đặc biệt vì thế cần cô và Chủ tịch của chúng tôi gọi điện video rồi ký tên. Trần Khả Nhi sững sờ, máy móc gật đầu. Được, được. Cô đi đến cầm điện thoại và chấp nhận cuộc gọi video. Quả nhiên Hà Niệm Anh xuất hiện trên điện thoại. Chào cô Trần Khả Nhi, tôi là Hà Niệm Anh. Giờ tôi sẽ xác nhận với cô một số điều về lâu đài Seattle. Sau đó, Hà Niệm Anh đọc một số thủ tục, rồi chúc mừng Trần Khả Nhi, sau đó kết thúc cuộc gọi. Mọi người đều nhìn thấy cuộc gọi video của Hà Niệm Anh, hơn nữa Hà Niệm Anh đã gọi tên Trần Khả Nhi trong video, chắc chắn không sai. Như vậy, Tần Lâm thực sự đã mua lâu đài này cho Trần Khả Nhi. Phải giàu có cớ nào mới làm được điều này chứ? Lẽ nào từ đầu đến cuối những gì Tần Lâm nói đều là sự thật chứ không phải lời phét lác? Trần Khả Nhi cũng ngây ngốc. Anh rể thực sự đã tặng cô một tòa lâu đài. Trần Khả Nhi nhìn bản hợp đồng trước mặt, cảm thấy rất khó tin. Anh rể, anh giàu đến thế cơ à? Trần Khả Nhi hỏi nhỏ. Tần Lâm cười nhạt, em nghĩ sao? Trần Khả Nhi nở nụ cười vui vẻ xen lẫn ngạc nhiên, kéo tay Tần Lâm nói. Anh rể. Em phát hiện anh châu bò thật đó. Giỏi đánh nhau lại còn nhiều tiền nữa, sao anh thích chị em vậy? Hay là anh chia tay chị em đi, chúng ta yêu nhau. Tần Lâm cạn lời, trừng mắt nhìn Trần Khả Nhi, chị em người lớn hơn em rất nhiều. Này, anh nói gì vậy, em cũng rất người lớn đó, ok. Lâu đài đã là của Trần Khả Nhi rồi vậy tất cả đồ đạc bên trong cũng là của cô, bức tranh kia dù có quý giá hơn nữa thì cô cũng không phải bồi thường. Đó là của Trần Khả Nhi, cô có muốn đốt thì người khác cũng không quản được. Vì vậy mọi người tham quan một vòng xong, liền rời đi. Đám bạn học hợm hĩnh này vừa rồi còn tỏ thái độ, muốn cắt đứt quan hệ với Trần Khả Nhi. Giờ biết Trần Khả Nhi có tiền thì muốn nịnh hót, nhưng cũng không có mặt mũi nào mà tiếp chuyện. Trần Khả Nhi và Tần Lâm tham quan lâu đài cả buổi, nơi này thật sự rất xa hoa, y như cung điện vậy. Anh rể. Sau này em có thể đến đây ở bất cứ lúc nào, đúng không ạ? Tần Lâm mỉm cười, tất nhiên rồi, đây là lâu đài của em, khi nào em không ở thì cũng có thể cho thuê với giá 100.000 một ngày. Oa, đúng nhỉ, vậy sau này em sẽ phát tài rồi. Trần Khả Nhi cực kỳ thích, đi dạo hơn nửa tiếng đồng hồ mới dừng lại. Sau khi hai người rời khỏi lâu đài, Tần Lâm nói, giờ anh đưa em về nhà nhé, anh cũng phải về Đông Hải rồi. Trần Khả Nhi sững sờ, anh rể, anh là người Đông Hải à? Ừ, anh đưa em xong sẽ phải về luôn. Trong mắt Trần Khả Nhi đảo một vòng, anh rể, anh giúp người thì giúp cho chót, em còn có chuyện cần anh giúp đỡ. Tần Lâm cạn lời, chị em nhà này đều có cái tật này à? Giúp người thì giúp cho chót, không biết chót đến lúc nào.
Trần Khả Nhi thấy sắc mặt của Tần Lâm thì vội vàng nói. Anh rể, anh đừng lo lắng, không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là ở trường em có chút việc, anh đến một chuyến giúp em là được rồi. Tần Lâm nhíu mày, trường em có việc, em nói rõ ràng ra đi. Trần Khả Nhi do dự, cuối cùng bất lực nói. Thầy cô trường em muốn gọi phụ huynh đến. Tần Lâm cạn lời, Trần Khả Nhi đã là sinh viên đại học rồi. Sinh viên đại học mà còn đến nỗi gọi phụ huynh nữa, chẳng hiểu kiểu gì. Em gây rắc rối gì vậy? Trần Khả Nhi bĩu môi, cũng không phải là rắc rối, chỉ là em mãi không qua luận văn tốt nghiệp, thầy giáo hướng dẫn chửi em ngu, em tức quá đốt râu của ông. Tần Lâm lập tức quay người đi, anh không lo được chuyện này đâu. Học sinh nghịch ngợm là chuyện bình thường, nhưng Tần Lâm chưa thấy ai nghịch từ nhỏ đến lúc học đại học, anh có linh cảm đây chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Không ngờ Trần Khả Nhi lại xông lên, nhảy bổ lên lưng Tần Lâm, vòng tay ôm cổ anh, hai chân vòng qua eo, cơ thể dính chặt vào lưng anh như một con bạch tuộc quấn lấy Tần Lâm. Anh rể! Tần Lâm cạn lời, em như thế còn ra thể thống gì, mau xuống đi. Không, nếu anh không đồng ý với em sẽ nói với chị em rằng anh thô lỗ, bắt nạt em, dù sao em vẫn còn ảnh anh hôn em. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, vậy em cứ nói đi. Anh với Trần Diên vốn chỉ là giả vờ, nên anh cũng không quan tâm, cô nhóc này muốn ép buộc anh chỉ bằng bức ảnh đó. Đúng là buồn cười. Tần Lâm khẽ giãy ra, muốn thoát khỏi Trần Khả Nhi. Trần Khả Nhi hơi bất đắc dĩ, chỉ có thể giả bộ đáng thương. Ôm cánh tay Tần Lâm bắt đầu làm nũng. Anh rể, anh không được làm thế với em. Anh biết không, em là y tá vô cùng vĩ đại đó, nếu còn không qua được luận văn tốt nghiệp, thì thế giới này đã mất đi một y tá vĩ đại rồi. Tần Lâm bĩu môi, em học ngành y à? Trần Khả Nhi nói, đúng vậy, em và chị em đều có cùng chí hướng, chị ấy học làm bác sĩ, em học điều dưỡng, vừa hay có thể kết hợp với nhau, anh nhìn em không giống y tá à? Nói xong, Trần Khả Nhi còn ra vẻ óng ẹo. Tần Lâm cười khẩy, em mà là y tá, người bệnh rơi vào tay em chắc tổn mất 3 năm tuổi thọ. Trần Khả Nhi liếc mắt, lại làm nũng tiếp, cô ấy nói. Anh rể, em xin anh đó, anh nói chuyện với giảng viên giúp em đi, anh vừa hay cũng là bác sĩ, hai người sẽ có cùng chủ đề để nói chuyện. Tần Lâm hơi do dự, cũng không chống lại được sự nhõng nhẽo của cô ấy. Được thôi. Em đưa luận văn của em đây cho anh xem. Trần Khả Nhi lấy tệp file từ trong cặp ra đưa cho Tần Lâm, bên trong có kẹp luận văn tốt nghiệp của cô ấy. Nội dung luận văn đại khái là về tính quan trọng của điều dưỡng viên nên có chức trách như thế nào. Luận văn này có vấn đề gì? Trên khía cạnh y thuật, đây là một quyển luận văn bình thường, quan điểm của Trần Khả Nhi khá ổn, nâng cao tác dụng và nhấn mạnh chức năng của điều dưỡng viên, Tần Lâm cho rằng không có vấn đề gì lớn. Trần Khả Nhi bĩu môi, giáo viên hướng dẫn của em bảo là, giữa bác sĩ và y tá, bác sĩ phải đặt lên trên, y tá chỉ có chức năng trợ giúp, nói luận văn của em phóng đại chức năng của y tá lên. Tần Lâm nhíu mày, không ngờ có người lại cố chấp đến vậy. Được rồi, để anh đi xem sao. Nếu như là phương diện khác, Tần Lâm có thể không giúp được, có điều về y thuật, thì anh vẫn có quyền phát biểu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trường. Lần này cũng không cần giả vờ nữa, đến thẳng văn phòng của giáo viên hướng dẫn. Chào cô, người nhà của em muốn gặp cô. Trước mặt là một cô giáo đeo kính, trông khoảng 30 tuổi, là giáo viên hướng dẫn của Trần Khả Nhi. Nghe xong, giáo viên hướng dẫn ngẩng đầu, nhíu mày. Trần Khả Nhi, em đùa cô à? Phụ huynh của em mà trẻ thế này. Trần Khả Nhi nói, em không đùa ạ, đây là anh rể em, anh rể cũng được coi là phụ huynh phải không ạ? Cái này, giáo viên hướng dẫn cũng không biết làm gì, cô ta biết rõ Trần Khả Nhi là kiểu người thế nào, hận không thể cho cô ấy tốt nghiệp sớm, nhưng không có cách nào khác, viện trưởng của cô ta không đồng ý với luận văn tốt nghiệp của Trần Khả Nhi, chỉ có thể bảo cô ấy sửa lại thì mới được tốt nghiệp. Giáo viên hướng dẫn nói, chào anh, lần này tôi muốn gặp anh là vì muốn bàn một chút về tình hình tốt nghiệp của Trần Khả Nhi, quyển luận văn này hơi có vấn đề, cần viết lại, nhưng Trần Khả Nhi không chịu. Cần có phụ huynh giúp tôi nói chuyện lại với em ấy. Tần Lâm cầm lấy quyển luận văn, lịch sự nói, thưa cô, tôi đã đọc qua quyển luận văn này rồi, không có vấn đề gì cả, nếu là luận văn của sinh viên thì nên để sinh viên phát biểu quan điểm của họ chứ. Giáo viên hướng dẫn nhíu mày, anh Tần, nhưng mà viện trưởng của chúng tôi không cho là vậy,
quan điểm của thầy ấy không như thế này. Tần Lâm cười nói, quan điểm của ông ấy như thế nào thì ông ấy có thể viết vào luận văn của mình, đúng không? Sắc mặt giáo viên hướng dẫn thay đổi, vội vàng nói. Anh Tần, cái này không thể nói đùa được. Viện trưởng là tấm gương sáng của chúng tôi nhất định phải giảng dạy chính xác tư duy y học cho sinh viên. Tần Lâm cười khẩy, tư duy y học đúng đắn. Đông y truyền lại được hàng nghìn năm, mà còn là đang giai đoạn tìm tòi, cho dù là đến nay, cũng chưa có ai dám nói tư duy y học của ai là đúng đắn, viện trưởng của mấy người lấy đâu ra tự tin vậy. Tần Lâm nói xong, giáo viên hướng dẫn trợn to mắt, vội vàng đứng dậy bắt anh im miệng. Lời lẽ gì thế này? Sao có thể nói thế ở đây, nếu như để viện trưởng nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Viện trưởng Mạnh của bọn họ rất nóng tính, hơn nữa nghiên cứu rất sâu về khía cạnh y thuật, nếu như có người dám chất vấn ông ta, để ông ta nghe được thì nhất định phải tranh luận gay gắt một hồi. Khi Tần Lâm vừa nói xong câu này, đột nhiên xuất hiện bóng người của một ông lão. Sắc mặt giáo viên hướng dẫn thay đổi, viện trưởng Mạnh, sao thầy lại đến đây ạ? Đúng là sợ cái gì, cái ấy đến, nhắc đến Tào Tháo đến ngay, lo viện trưởng Mạnh nghe được lời Tần Lâm, kết quả viện trưởng Mạnh quả nhiên xuất hiện đúng lúc này. Nhìn thấy Tần Lâm, sắc mặt viện trưởng Mạnh trầm xuống, ông ta đi qua đó. Tôi nghe nói cậu có ý kiến với phương pháp giảng dạy của tôi. Viện trưởng Mạnh vừa vào, ngay cả Trần Khả Nhi không sợ trời không sợ đất cũng lùi về sau mấy bước, mặt lộ vẻ cung kính. Viện trưởng Mạnh là giáo sư nổi tiếng cả nước, có địa vị vô cùng cao trong lĩnh vực đông y, đã xem qua vô số luận văn, có vô số học trò. Tất cả sinh viên giáo viên đều sợ ông ta, đều tin phục vô điều kiện những kiến thức mà viện trưởng Mạnh giảng dạy cho bọn họ. Chỉ có luận văn của Trần Khả Nhi không viết theo lý luận của viện trưởng Mạnh thôi, kết quả bị viện trưởng Mạnh mắng té tát, bắt phải đưa phụ huynh đến. Tần Lâm cười nhạt, phương pháp giảng dạy thì tôi không có ý kiến. Tôi chỉ hoài nghi trình độ y thuật của ông. Bộp, lời của Tần khiến cho văn kiện trên tay giáo viên hướng dẫn rơi xuống đất. Văn phòng lập tức yên lặng, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi, lặng ngắt như tờ vậy, thậm chí còn nghe được cả tiếng hít thở của nhau. Miệng Trần Khả Nhi co rút, không ngờ anh rể lại nói gắt như vậy, hoài nghi trình độ y thuật của viện trưởng Mạnh sao. Giáo viên hướng dẫn trợn mắt, đánh mắt ra hiệu với Tần Lâm, nhưng Tần Lâm giả như không thấy. Đánh mắt với Trần Khả Nhi, nhưng Trần Khả Nhi cũng giả như không thấy. Khó khăn lắm mới tìm được anh rể ngầu như vậy, Trần Khả Nhi không sợ nữa, để anh rể mạnh miệng một chút. Cho dù y thuật không bằng viện trưởng thì làm ông ta nổi giận cũng được rồi. Sắc mặt của viện trưởng Mạnh vô cùng đặc sắc, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, sau lại là tức giận, cuối cùng là châm biếm. Viện trưởng Mạnh nổi tiếng bao nhiêu năm? Nhưng đây vẫn là lần đầu bị người ta chất vấn năng lực. Được, rất được, tôi vừa hay phải mở một buổi hội thảo, nếu cậu đã có ý kiến với tôi, hay là đứng trước mặt các chuyên gia thảo luận nghiên cứu, tôi sẽ rửa tai lắng nghe. Viện trưởng Mạnh thực sự cảm thấy nực cười, lúc nào rồi, mà một tên nhãi dám chất vấn một chuyên gia lão thành như ông. Hôm nay vừa hay có nhiều chuyên gia đến mở buổi hội thảo về học thuật, viện trưởng Mạnh muốn tên nhãi này nói rõ. Y thuật của ông ta thua kém ở điểm nào? Giáo viên hướng dẫn vội vàng chạy ra giảng hòa. Thầy Mạnh, thầy đừng để ý, anh ta là anh rể của Trần Khả Nhi, phụ huynh của sinh viên, chắc là người ngoài ngành, thầy chấp nhặt với anh ta làm gì? Viện trưởng Mạnh là người vốn để ý chuyện nhỏ nhặt, làm gì cũng vô cùng cẩn thận, vậy nên mọi người không dám đùa với ông ấy. Hơn nữa, Tần Lâm chỉ là phụ huynh sinh viên. Cho dù là người trong ngành thì với tuổi tác của anh thì cùng lắm là phó chủ nhiệm hoặc là chủ nhiệm mà thôi. Trình độ của chủ nhiệm sao bằng chuyên gia chứ, càng không bằng giáo sư có kinh nghiệm như viện trưởng Mạnh. Để anh đến hội thảo chuyên gia so tài với viện trưởng Mạnh thì đúng là đùa mà. Viện trưởng Mạnh vừa nghe thấy là phụ huynh thì sắc mặt mới hỏa hoãn đôi chút, thực sự không có yêu cầu cao với phụ huynh của sinh viên, nếu quá để ý thì sẽ dễ dẫn đến mâu thuẫn. Hừ. Phụ huynh của sinh viên cũng không được nói bừa như vậy, trình độ y thuật không phải là thứ có thể nói vớ vẩn được. Tần Lâm nghe xong, cười nhạt, tôi đâu có nói bừa đâu, với cách nhìn của ông về mối quan hệ giữa y tá và bác sĩ, thì chắc trình độ của ông cũng tầm thường thôi. Giáo viên hướng dẫn, Trần Khả Nhi, viện trưởng Mạnh, ba người đều sững sờ. Anh gì ơi, anh không thấy viện trưởng đang nhường anh rồi à?
Anh có ý gì vậy, nhưng anh không chịu, cứ cố sống cố chết so đo với viện trưởng làm gì. Viện trưởng Mạnh cũng kinh ngạc, thằng nhãi này dám kiêu ngạo đến thế. Được, được thôi, đi thôi, vừa hay, phòng họp bên cạnh đang có rất nhiều chuyên gia từ nhiều nước khác nhau, có vấn đề gì chúng ta cùng nghiên cứu thảo luận. Nói xong, viện trưởng Mạnh liền đi vào trong phòng họp bên cạnh. Trần Khả Nhi vội vàng kéo Tần Lâm lại và nói, anh rể, hay là thôi đi, em thấy thế là được rồi đấy. Nếu anh tiếp tục tranh luận với viện trưởng Mạnh, người bị mất mặt sẽ là anh đấy. Tần Lâm cười nhạt, sao em chắc người mất mặt là anh? Nói xong, Tần Lâm liền đi đến phòng họp bên cạnh. Nhắc đến phương diện học thuật, viện trưởng Mạnh vô cùng kỹ tính, nhưng Tần Lâm cũng kỹ tính như vậy, những phương diện khác có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng về y thuật, nhất định không thể qua loa được. Sau khi vào phòng họp, nhiều người đàn ông và phụ nữ trung niên đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng họp, đợi viện trưởng Mạnh đến. Tần Lâm vừa đi vào, viện trưởng Mạnh liền đứng dậy nói. Giới thiệu với mọi người, đây là phụ huynh sinh viên của tôi, cậu ta nghi ngờ trình độ của Mạnh Triệu Lâm tôi, vừa hay trước mặt mọi người, chúng ta thảo luận một chút. Nói đến nghiên cứu thảo luận, thái độ của Mạnh Triệu Lâm không quá tốt, ra vẻ hùng hổ dọa người, rõ ràng là đang giao oai với Tần Lâm. Đám chuyên gia bên dưới che miệng mà cười, biết bệnh của viện trưởng Mạnh lại tái phát rồi, so đo với cả phụ huynh của sinh viên. Phụ huynh của sinh viên trẻ như thế này, nhất định không có năng lực, biết đâu còn là người ngoài ngành, cứ bắt người ta đến đây để đối chất, đây chẳng phải là muốn cậu phụ huynh này mất mặt sao? Viện trưởng Mạnh, thôi bỏ qua đi, trình độ của ông thì có gì để chất vấn chứ? Ha ha ha, đúng vậy đó, có gì chất vấn được chứ, làm thầy giáo bao nhiêu năm thế, có vô số học trò, bao nhiêu người từng được ông dạy qua, trình độ của ông mà không ổn thì thế nào mới là ổn đây? Ha ha, cậu phụ huynh này, cậu đừng đùa nữa, đây là buổi hội thảo nghiên cứu chuyên ngành, chắc cậu nghe không hiểu đâu. Tần Lâm nhìn trên bảng đen phía sau phòng họp có viết mục tiêu của buổi hội thảo, về sự quan trọng của điều dưỡng viên. Tần Lâm cười khẩy nói, thảo luận đề tài này với ông ta, có vẻ như trình độ của mấy người cũng không ra gì. Lời Tần Lâm lại giấy lên sóng to gió lớn, mấy người bên dưới đều trợn to mắt, mặt mày kinh ngạc. Hay lắm, thằng nhãi. Chẳng trách viện trưởng Mạnh cứ kêu cậu đến đây, có vẻ như cậu không biết trời cao đất dày là gì rồi. Dám khiêu chiến nhiều chuyên gia như vậy, cậu điên rồi à? Ha ha, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất dày là gì, nhiều chuyên gia như vậy đang đứng ở đây mà có phần cho cậu nói sao? Viện trưởng Mạnh cười khẩy, đừng, để cậu ta nói, tôi muốn xem, Mạnh Triệu Lâm tôi chỗ nào không ổn mà để phụ huynh của sinh viên có thể chất vấn. Tần Lâm không khách khí, đứng trên bục giảng, cầm lấy quyển luận văn của Trần Khả Nhi mà nói. Quyển luận văn này bàn về sự quan trọng của điều dưỡng viên trong mối quan hệ giữa điều dưỡng viên và bác sĩ, nghe nói mấy người đều bác bỏ. Viện trưởng Mạnh nói, không sai, quyển luận văn này do đích thân tôi loại bỏ, bên trong đã phóng đại tác dụng của điều dưỡng viên, không phù hợp với thực tế. Tần Lâm nói, thực tế, ý của ông là, điều dưỡng viên không quan trọng như vậy. Viện trưởng Mạnh lắc đầu, đương nhiên không phải, bác sĩ là bác sĩ, điều dưỡng viên và điều dưỡng viên, tác dụng của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, tác dụng của điều dưỡng viên là duy trì tình trạng bệnh và trợ giúp cho bác sĩ, cậu nói đi, chẳng nhẽ điều dưỡng viên lại quan trọng hơn bác sĩ sao? Lời của viện trưởng Mạnh nhận được sự đồng tình của mọi người, bên dưới đa phần đều là bác sĩ. Bác sĩ mới là người có địa vị chính trong mối quan hệ giữa bác sĩ và điều dưỡng viên. Dù sao người chữa bệnh là bác sĩ, y tá chỉ làm những công việc khác, nhưng nếu xét về tính quan trọng thì bác sĩ vẫn hơn một chút. Tần Lâm cười khẩy, bảo trình độ của mấy người kém là đã nể mặt mấy người rồi, theo như tôi thấy mấy người đúng là ngu. Tần Lâm nói xong, tất cả mọi người đều nổi giận mà nhìn anh. Dám bảo bọn tôi ngu dốt. Trong phòng này đều là những chuyên gia cấp cao của tỉnh lỵ, trụ cột của các bệnh viện lớn, ai dám nói bọn họ ngu dốt chứ? Sắc mặt viện trưởng Mạnh đen xì, giọng điệu đã không còn ôn hòa nữa. Cậu phụ huynh này, đừng cho rằng cậu là phụ huynh của sinh viên mà cậu có thể muốn nói gì thì nói. Chuyện hôm nay, nếu như cậu không nói rõ, tôi sẽ đòi cậu bằng được một lời giải thích. Tần Lâm cười nhạt nói. Điều dưỡng viên đã có từ thời xa xưa, trong những năm đầu, bác sĩ phải thông thạo cả điều trị và điều dưỡng, nhưng những năm gần đây, điều dưỡng được tách ra.
Bởi vì kiến thức của bác sĩ vô cùng phức tạp, khó có thể nắm bắt toàn diện, còn điều dưỡng viên cũng giống như vậy, cứ như xây dựng lại một môn học mới, vậy nên hai bên mới được phân ra, coi như là nghiên cứu riêng, để có thể để cho đời sau có thể học tập tốt hơn. Nhưng trên thực tế, qua sự thay đổi của nhiều năm, tính chất của điều dưỡng viên đã bị thay đổi, điều dưỡng viên không phải là trợ lý của bác sĩ, điều dưỡng viên vốn cũng có thể chữa bệnh. Mấy người biết, Biển Thước Thần Y năm đó, người tạo ra hộ tâm cửu châm không? Vừa nãy mọi người còn nhao nhao lên, kết quả sau mấy câu, tất cả đều yên lặng. Cái gọi là người tròn nghề vừa ra tay liền biết là được hay không, Tần Lâm vừa mở miệng, mọi người đã biết đây là người trong ngành. Chắc chắn không phải là loại phụ huynh tranh cãi vô lý, mà là người trong ngành thực sự. Đặc biệt là câu cuối cùng của Tần Lâm khiến mọi người rơi vào nghi vấn. Hộ tâm cửu châm. Bọn họ thực sự đã từng nghe nói đến hộ tâm cửu châm, có điều đó chỉ là một kỹ thuật trong truyền thuyết, hơn nữa cách châm cứu này không phải là phương thức chữa bệnh mà là châm cứu hộ lý. Hộ tâm cửu châm có thể ngăn chặn mạch máu lưu thông xung quanh ngũ tạng của bệnh nhân và bảo vệ nội tạng trong thời gian ngắn. Ví dụ như ai đó bị đâm một nhát dao vào tim. Bình thường thì sẽ chết ngay lập tức. Cho dù lập tức đưa vào bệnh viện cấp cứu thì e rằng cũng sẽ chết ngay khi rút dao ra. Nhưng nếu như có người biết hộ tâm cửu châm, thực hiện châm cứu sẽ có thể giúp bệnh nhân sống thêm vài phút nữa. Nếu như trong mấy phút đó có thể chữa trị phần tim bị tổn thương, nói không chừng người bệnh có thể được cứu sống. Nhưng đó chỉ là phương pháp châm cứu trong truyền thuyết. Thậm chí có rất nhiều bác sĩ không biết đến kỹ thuật đỉnh kim tự tháp chỉ có ở ngành điều dưỡng. Vị phụ huynh này biết hộ tâm cửu châm sao? Viện trưởng Mạnh cau mày, kỹ thuật hộ tâm cửu châm chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, có ý nghĩa gì chứ? Kỹ thuật thực sự phải phổ biến, được nhiều người biết đến thì mới hữu ích. Lời nói của viện trưởng Mạnh nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đám đông, mọi người đồng loạt gật đầu. Đúng là như thế, nếu thực sự có người biết hộ tâm cửu châm đi nữa, cả nước chỉ có một mình anh, vậy thì có ích gì chứ, không thể phổ biến rộng rãi, chữa bệnh cho quần chúng nhân dân. Tần Lâm cười nhạt, vì thế tôi mới nói các người không đủ trình, làm viện trưởng của học viện y, ngay cả kỹ thuật hộ tâm cửu châm cũng không thể phổ biến khắp nơi, đây cũng được cho là người tài sao. Con người của viện trưởng Mạnh co lại, khuôn mặt nhăn nhúm, những chuyên gia khác cũng thấy không vui, đứng dậy chỉ vào mặt Tần Lâm mà nói. Cậu có tư cách gì mà dám nghi ngờ viện trưởng Mạnh chứ? Ông ấy không biết, lẽ nào cậu biết? Lúc mọi người đang tranh luận kịch liệt, đột nhiên có người từ bên ngoài lao vào trong, chính là giáo viên hướng dẫn đó. Viện trưởng, xảy ra chuyện rồi, có một sinh viên bị thương. Mặt mọi người biến sắc, thái độ của giáo viên hướng dẫn lo lắng như thế chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi. Mọi người dừng tranh luận rồi hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Giáo viên hướng dẫn nói, có một nam sinh phơi quần áo ở trên tầng, không cẩn thận rơi xuống, thanh dây chọc vào phần bụng, bây giờ vẫn đang mắc kẹt ở đó. Mọi người há hốc mồm, mặt biến sắc, vội lao ra ngoài. Viện trưởng Mạnh đi đầu, dáng vẻ tất tưởi vội vã. Đây là chuyện lớn. Sinh viên gặp chuyện nguy hiểm ở trường, đó là trách nhiệm của phía nhà trường, đặc biệt là do vấn đề cơ sở vật chất dẫn đến tai nạn của sinh viên. Nếu như có mệnh hệ gì thì biết ăn nói thế nào với các bậc phụ huynh đây. May mà đây là học viện y, sau khi xảy ra chuyện thầy trò đều có thể tham gia cứu chữa. Viện trưởng Mạnh sải bước chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy cảnh trước mắt lập tức sững sờ. Hàng rào sắt ở tầng 1 có một cái cọc, phía nhà trường chưa kịp xử lý, kết quả nam sinh tầng 2 tự dưng lại rơi xuống, phần bụng chọc vào hàng rào sắt, mặc dù không đâm thủng nhưng theo phán đoán sơ bộ đã chọc vào lá lách. Trong năm ngũ tạng của cơ thể người, lá lách rất quan trọng, một khi bị chọc thủng, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này có vài sinh viên ở bên dưới đỡ nam sinh đó, không dám lôi ra, cũng không dám manh động, đợi thầy cô viện trưởng đến giúp đỡ. Viện trưởng Mạnh đến, quan sát tỉ mỉ vết thương của sinh viên đó, mặt ông ta cũng biến sắc. Mau, gọi điện thoại cho đội phòng cháy chữa cháy. Bây giờ đứa trẻ đang treo trên hàng rào sắt, bọn họ không thể nào chữa trị được. Phải cưa hàng rào ra. Em thấy thế nào rồi? Cậu sinh viên gầy gò đeo kính, lúc này khuôn mặt trắng bạch, trán toát mồ hôi lạnh. Viện trưởng, em thấy hơi đau, chắc là bị thương phần nội tạng, chọc vào trong lá lách rồi. Đây là sinh viên của học viện y, sau khi bị thương có thể tự chẩn đoán cho bản thân.
Viện trưởng Mạnh cũng toát hết mồ hôi lạnh, thời gian chính là sinh mạng, phải mất một lúc thì đội phòng cháy chữa cháy mới đến, hơn nữa cho dù nhanh chóng cưa hàng rào ra thì họ cũng không chắc có thể cứu được sinh viên đó hay không. Bị thương phần nội tạng là điều khó khăn nhất. Lúc này tất cả mọi người đều súng vào, im lặng một cách lạ thường. Bởi vì mọi người không biết làm gì, đành để mấy sinh viên to cao khỏe mạnh thay phiên nhau đỡ bệnh nhân, những người khác chỉ có thể đứng ngoài nhìn. Tần Lâm chen vào từ đám đông, nhìn thấy vết thương của bệnh nhân. Đưa cổ tay cho tôi. Nói xong, Tần Lâm cầm tay bệnh nhân, bắt đầu chẩn đoán. Đám người viện trưởng Mạnh cau mày lại, cậu làm trò gì vậy? Cậu thì biết cái gì, đừng gây thêm phiền phức ở đây nữa. Đứa trẻ bị thương ngoài, bắt mạch có ích gì chứ? Trước đây ở phòng họp ông ta đã tranh luận rất nhiều với Tần Lâm, mặc dù bây giờ là lúc khẩn cấp phải bỏ ân oán sang một bên, nhưng kiểu bắt mạch của Tần Lâm đúng là vớ vẩn. Khoa ngoại có phương pháp chữa trị riêng của khoa ngoại. Những người khác cũng đồng loại chỉ trích. Được rồi mau tránh ra. Bao nhiêu giáo sư chuyên gia ở đây, đến lượt cậu ra tay sao? Đúng vậy, nếu cậu thực sự có cách thì đi giúp em mình sửa luận văn đi. Đến luận văn cũng không hiểu lại còn dám cấp cứu, mau tránh ra đi. Đừng quấy rầy sinh viên của tôi. Tần Lâm bỏ ngoài tai những lời châm biếm của đám người này, mười mấy giây sau, anh bỏ tay ra, lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Không được, cậu ấy không thể nào chịu đựng được đến khi đội phòng cháy chữa cháy tới, bây giờ phải tiến hành phẫu thuật ngay. Mặt các vị chuyên gia biến sắc, cậu điên à, bây giờ lôi em ấy ra, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Lục phủ ngũ tạng đều là cơ quan quan trọng, một khi bị tổn thương, cho dù không chết ngay tại chỗ thì sau đó cũng sẽ chết. Tần Lâm cau mày, hàng rào sắt này thực sự rất vướng víu, mặc dù anh chỉ cần dùng chút lực là có thể kéo được ra. Nhưng làm như thế sẽ gây ra sự rung lắc mạnh, có thể tổn hại đến nội tạng. Tần Lâm đột nhiên nói, không phải các người muốn nhìn hộ tâm cửu châm sao, mau đưa kim châm đến đây. Đám người viện trưởng Mạnh sững sờ, lập tức cau mày lại. Cậu đừng có vớ vẩn, đây không phải lúc để cậu thử nghiệm, cậu đủ trình sao? Người trẻ tuổi như cậu thì có thể có y thuật cao siêu gì chứ, một khi xảy ra chuyện, cậu gánh vác nổi trách nhiệm không? Tất cả mọi người đều không tin Tần Lâm, dù sao cũng đang ở học viện y, bao nhiêu chuyên gia có mặt ở đây, ai lại tin một người phụ huynh chứ? Tần Lâm bất lực nói. Các người có xem đại hội đông y không? Tôi là bác sĩ trưởng, ông nói xem tôi có đủ trình không? Mang kim châm đến đây. Câu nói của Tần Lâm gây chấn động, ai ai cũng sững sờ. Bác sĩ trưởng ở đại hội đông y. Tần đại sư. Anh không nói thì không sao, vừa nói ra bỗng nhiên mọi người cảm thấy thần thái động tác, giọng nói của anh có chút giống. Lẽ nào anh thực sự là Tần đại sư sao? Viện trưởng Mạnh cũng sững sờ, nhanh chóng đưa kim châm đến. Tầm Lâm khẽ xé rách phần áo ở gần vết thương của bệnh nhân. Sau đó, cầm kim châm bằng hai ngón, chọc lên trên. Chọc đúng vào huyệt vị. Các chuyên gia cúi người xuống, tỉ mỉ quan sát cách làm của Tần Lâm. Động tác của Tần Lâm thực sự khiến mọi người sững sờ. Mọi người đều nhìn ra độ khó của châm cứu, những cây kim chỉ mỏng như sợi lông bò. Loại kim châm này muốn chọc vào da phải có kỹ thuật nhất định. Người bình thường cầm kim châm chọc vào cơ thể mình, cây kim nhất định sẽ bị uốn cong, da không có vấn đề gì. Muốn chọc đúng vào huyệt vị cần phải có sự khống chế lực vô cùng chuẩn xác. Ba ngón tay cầm kim châm chọc vào da. Nhưng động tác của Tần Lâm thực sự khiến mọi người ngỡ ngàng. Đầu tiên Tần Lâm dùng hai ngón tay kẹp kim châm, điều này rất lợi hại, trừ phi là bậc thầy đông y về việc dùng kim châm mới có thể làm chủ lực một cách chính xác như vậy. Vừa có thể đâm vào trong vừa có thể chọc đúng vào huyệt vị, hơn nữa còn phải làm chủ lực chính xác mới đạt được hiệu quả như mong muốn. Thứ hai, Tần Lâm châm cứu ngược. Cách dùng kim châm thông thường đó là châm từ trên xuống dưới, nhưng bởi vì bệnh nhân đang mắc trên hàng rào sắt, không thể lật người được vì thế Tần Lâm đành phải châm kim bạc từ dưới lên trên. Làm như thế trông có vẻ tùy ý châm kim, nhưng thực chất có thể thấy được sự lợi hại. Mặc dù viện trưởng Mạnh cũng có thế mạnh về châm cứu nhưng e rằng cũng không thể nào làm nhẹ nhàng dễ dàng như Tần Lâm được. Sau đó, Tần Lâm tiếp tục châm cây kim thứ hai. Cây thứ ba, cây thứ tư. Tốc độ châm kim nhanh hơn, ổn định hơn. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ dựa vào thủ thuật châm kim ngược đã khiến viện trưởng Mạnh vô cùng thán phục. Châm 9 cây kim,
Cậu sinh viên đó lập tức lấy lại tinh thần. Viện trưởng, bụng em không có cảm giác gì nữa, hay là em? Tần Lâm nói, đừng động đậy. Hộ tâm cửu châm đương nhiên là không có cảm giác gì rồi, có điều bây giờ vẫn rất nguy hiểm, mọi người phải nghe theo chỉ dẫn của tôi, nhấc cậu ấy lên. Chuẩn bị nào, 1, 2, 3. Tần Lâm hoàn toàn không cho họ thời gian phản ứng, trực tiếp ra lệnh, tất cả sinh viên đều nghe theo sự chỉ đạo của anh, nhấc bệnh nhân đó lên. Hành động này thực sự rất nguy hiểm, bọn họ còn chẳng kịp nhận ra là chuyện gì, trực tiếp nhấc người bệnh ra. Ngay sau đó, phần bụng bắt đầu chảy máu ồ ạt. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Phải làm sao đây? Tần Lâm nhanh chóng đặt người bệnh nằm xuống, dùng ngón cái ấn chính xác vào động mạch chủ, sau đó giơ bàn tay còn lại ra. Giao phẫu thuật. Tất cả mọi người đều sững sờ, phản ứng của Tần Lâm thực sự quá nhanh, ấn động mạch bằng một ngón tay, lượng máu chảy này thực sự rất nguy hiểm. Có bác sĩ mang theo giao phẫu thuật bên người, vội đưa cho Tần Lâm, anh lập tức rạch vết thương, cắt chỗ bị nhiễm bẩn. Khả Nhi, đến khâu đi. Trần Khả Nhi hơi căng thẳng, một nữ chuyên gia đứng ra nói, để tôi làm cho, tôi là y tá trưởng. Không cần, để Khả Nhi làm. Trần Khả Nhi hít sâu một hơi, vội ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Lâm, bắt đầu khâu theo sự chỉ đạo của anh. Trải qua tầm 5 phút cứu chữa đã hoàn thành xong việc khâu và khử trùng. Sau đó, 9 cây kim châm cũng tự động rơi xuống, hộ tâm cửu châm có vài phút thôi, tranh thủ vài phút đó, nếu thuận lợi khâu vết thương thì sẽ không sao. Nếu như cứu chữa không thành công, cho dù là có hộ tâm cửu châm cũng đành chịu chết. Sau khi kim châm rơi xuống, người bệnh hít sâu một hơi, hơi thở ổn định, mở mắt nhìn Tần Lâm. Cảm ơn Tần Đại Sư. Cách chữa trị của Tần Lâm thực sự rất lợi hại, tất cả mọi người đều vỗ tay. Đây đúng là màn cứu người gây chấn động. Mặc dù cậu sinh viên này không chết tại chỗ, nhưng nếu lúc nãy cách cứu chữa của Tần Lâm xảy ra một chút sai sót, có khả năng sẽ khiến cậu ta thiệt mạng vì vỡ lá lách. Hộ tâm cửu châm cộng với việc nhanh chóng cắt bỏ phần bị nhiễm bẩn và đường khâu cuối cùng có thể nói là một chuỗi liền mạch. Trong suốt quá trình, Tần Lâm đóng vai trò là bác sĩ hay là y tá? Nếu như nói là bác sĩ, hộ tâm cửu châm vừa nãy rõ ràng là công việc của y tá. Hơn nữa lúc cuối Tần Lâm giúp cầm máu cũng là công việc của y tá. Bao gồm cả việc khâu quan trọng của Trần Khả Nhi cũng là việc y tá làm. Trong màn phẫu thuật chấn động lòng người này, công việc của y tá chiếm nửa già, kỹ thuật thực sự của bác sĩ chỉ có nhát dao cắt đó, mặc dù cũng quan trọng nhưng không có tính quyết định. Viện trưởng Mạnh kinh ngạc, sững sờ nhìn bệnh nhân trước mắt. Lợi hại thật! Đây chính là trình độ của Tần Đại Sư sao? Từ bắt mạch đến chuẩn đoán. Châm kim, dứt khoát để các sinh viên nhấc cậu ấy dậy, một chuỗi các thao tác này cho dù là viện trưởng Mạnh đích thân chỉ đạo e rằng cũng không thể nào bình thản, điềm tĩnh như Tần Lâm được. Hành động của Tần Lâm thực sự khiến người ta cảm phục, hơn nữa đã giúp viện trưởng Mạnh mở mang tầm hiểu biết. Thì ra điều dưỡng thực sự quan trọng như điều trị. Trước đó lý do Tần Lâm đến chỉ trích bọn họ là bởi vì bọn họ có sự sai lầm trong lý luận. Trước đây luôn cho rằng điều dưỡng không quan trọng. Giống như diễn viên phụ trong tấu nói, thực tế không thể nào thiếu được. Được rồi, mau đưa bệnh nhân vào bệnh viện đi, tôi chỉ cấp cứu đơn giản thôi, phải tiến hành khử độc, kiểm tra kỹ lưỡng, tiêm mũi ngừa uốn ván. Tần Lâm dặn dò vài câu đơn giản thì đúng lúc xe cấp cứu đến, mọi người đều là sinh viên của học viện y, trực tiếp dìu bệnh nhân lên xe cấp cứu. Sau khi xe cấp cứu đi, đám người lập tức xúm lấy, kích động nói với Tần Lâm. Tần Đại Sư. Thì ra cậu là Tần Đại Sư, trước đây chúng tôi có mắt như mù, thực sự xin lỗi cậu. Tần Đại Sư, xin hỏi cậu trẻ tuổi như này mà đã có y thuật cao minh rồi, lẽ nào cậu học từ nhỏ, đông y gia truyền? Tần Đại Sư, cho hỏi sao cậu có thể châm kim một cách đơn giản dễ dàng như thế chứ, cậu có tâm đắc gì về việc làm chủ lực không? Ai ai cũng tranh nhau hỏi, khác hoàn toàn với bộ dạng kênh kiệu vinh váo trước đó, tất cả mọi người đều khiêm tốn, cung kính. Mong được thỉnh giáo. Khuôn mặt viện trưởng Mạnh cũng lộ vẻ ăn năn, áy náy. Tần Đại Sư, là tôi không đủ trình, Tần Đại Sư dạy phải, tôi không xứng làm thầy. Tôi sẽ từ chức viện trưởng. Mặt những người khác biến sắc, viện trưởng Mạnh, ông đừng nói như thế, ông không làm viện trưởng thì ai có thể chỉ đạo chúng tôi chứ? Còn biết bao sinh viên đang đợi được ông truyền dạy kiến thức mà. Viện trưởng Mạnh, ông không thể đi. Tần Lâm nói, viện trưởng Mạnh,
ông quá lời rồi, chỉ là tranh luận về lĩnh vực học thuật mà thôi, nếu các người muốn học hộ tâm cửu châm thì tôi sẽ dạy. Mạnh Triệu Lâm sững sờ, sau đó khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Cậu Tần, cậu chắc chứ? Bình thường thì phương thức châm cứu đỉnh cao này sẽ không truyền ra bên ngoài, cậu. Tần Lâm trẻ tuổi mà sở hữu y thuật cao siêu, rõ ràng là có sư phụ dạy từ nhỏ nên mới lợi hại như thế, nhưng thông thường người ta sẽ không truyền kỹ thuật cao siêu ra ngoài. Không ngờ rằng Tần Lâm lại hào phóng như thế, nói dạy là dạy, hơn nữa còn là những người không có quan hệ gì với anh. Tần Lâm nói, làm gì có loại y thuật nào truyền ra ngoài với không truyền ra ngoài chứ, dạy càng nhiều người thì mới có thể phổ biến rộng rãi. Có cái quy định không được truyền ra ngoài là do dạy cho đồ đệ thì sư phụ sẽ chết đói, người khác biết rồi thì sư phụ sẽ mất miếng cơm. Trước giờ Tần Lâm không quan tâm đến chuyện này, hơn nữa hộ tâm cửu châm chỉ là một trong vô số kỹ thuật cao siêu mà anh biết, dạy cho bọn họ cũng chẳng mất mát gì, là chuyện vô cùng đơn giản. Tần Lâm được mời vào phòng học, thầy cô và sinh viên ngồi kín chỗ, phía sau có rất nhiều người phải đứng, lúc này viện trưởng Mạnh giống như cậu học sinh ngồi ở dãy ghế đầu, cầm giấy bút chuẩn bị ghi chép. Dù sao cũng là Tần đại sư giảng dạy, đây là cơ hội hiếm có, trước đây chỉ nhìn thấy trên TV, không ngờ anh lại đến đây. Trần Khả Nhi chen mãi không vào trong được, cô bực bội đứng ở bên ngoài hét to một tiếng. Các người chen cái gì chứ? Tần đại sư là anh rể của tôi, các người mau tránh đường. Vừa nghe thấy thế đám đông lập tức nhường đường, kinh ngạc nhìn Trần Khả Nhi rồi nói. Thật hay giả vậy, Khả Nhi, cô là em vợ của Tần đại sư sao? Trần Khả Nhi hừ lạnh lùng, còn giả được sao? Tôi là em ruột của vợ Tần đại sư. Nói xong, Trần Khả Nhi hiên ngang bước vào trong, tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Sau đó Tần Lâm giảng về hộ tâm cửu châm cho các độc giả cao tuổi này, lời giảng giải của anh rất chính xác, cho dù phương pháp châm cứu này rất khó, nhưng dưới sự lý giải của anh đám học sinh đó đều có thể nghe hiểu được. Cho dù có câu hỏi thì Tần Lâm cũng có thể trả lời tại chỗ, chỉ cần nói vài câu là anh biết ngay bọn họ muốn hỏi gì. Trình độ lý giải y thuật này thực sự khiến người ta nể phục. Đại sư, đây mới là đại sư thật sự. Trần Khả Nhi nhân cơ hội này đến trước mặt viện trưởng Mạnh rồi nói. Thầy Mạnh, thầy xem bài luận văn của em. Viện trưởng Mạnh vội nói, cái đó còn cần phải nói sao, bài luận văn của em không có vấn đề gì, tí về thầy sẽ cho em vào danh sách sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, không có nhiều sinh viên vừa ưu tú lại có chủ kiến như em. Trần Khả Nhi vui mừng, vội để viện trưởng Mạnh ký tên, coi như bài luận văn đã qua. Được bao vây bởi sự nhiệt tình của viện trưởng Mạnh, không nỡ tiễn Tần Lâm và Trần Khả Nhi đi. Ra khỏi cổng trường, Trần Khả Nhi lập tức trở thành em vợ của Tần Lâm, cô khoác vai anh rồi nói. Anh rể, anh lợi hại thật đấy, anh là Tần đại sư hả? Tần Lâm cười nhạt, em cũng biết Tần đại sư sao? Đương nhiên em biết rồi, em cũng là người làm công việc chữa bệnh và chăm sóc mà, em từng xem buổi livestream của anh, rất lợi hại. Em còn tưởng là ông già nào cơ, không ngờ lại là anh rể đẹp trai của em. Trần Khả Nhi ôm chặt lấy tay của Tần Lâm khiến anh thấy không được thoải mái cho lắm. Em làm thế này không được hay cho lắm, nam nữ thụ thụ bất thân. Trần Khả Nhi sững sờ, cô cũng nhận ra hành động của mình hơi mờ ám, có điều cô cười nói với vẻ trêu đùa. Anh rể, anh xem em đẹp hay chị em đẹp hơn? Tần Lâm trừng mắt với cô, hai người xinh đẹp như nhau. Có điều chị em đoan trang hơn chút. Trần Khả Nhi trợn mắt, cô thấy cạn lời. Này anh rể, anh nhìn kiểu gì đấy, chị em đoan trang còn em là nhí nhảnh đáng yêu anh có hiểu không? Sau khi đưa Trần Khả Nhi về nhà, Tần Lâm trở về Đông Hải. Về nhà mọi người hỏi han ân cần một hồi, sau đó Trần Nham Thạch nói. Anh rể đưa con về à? Trần Khả Nhi gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi. Chị với anh rể quen nhau thế nào vậy? Tim Trần Diên đập bình bịch, đứa em gái này tinh danh, rất nhiều ý nghĩ xấu xa, nói không chừng có thể bị nó phát hiện ra, cô vội nói. Bọn chị quen nhau trên tàu, anh rể em cũng là bác sĩ. Đây là sự thật, chắc hai người sẽ nói giống nhau. Ồ, y thuật của anh rể không tồi đúng không? Trần Khả Nhi hỏi thăm dò. Trần Diên gật đầu, không tồi, anh ấy là bác sĩ đông y, cũng giỏi. Trần Khả Nhi lộ vẻ mặt kỳ quái. Cũng giỏi sao, cập nhật chuyện nhanh tại tê dùng chuyện VN. Nghe chị nói như thế xem ra vẫn chưa biết thân phận của anh rể,
không biết anh ấy là Tần đại sư lừng danh, từng là bác sĩ trưởng trong Đại hội Đông y của Đài truyền hình Trung ương. Không ngờ rằng anh rể chỉ nói với một mình. Thấy nụ cười ngây ngốc của Trần Khả Nhi, Trần Diên cau mày lại. Khả Nhi, em đang nghĩ cái gì vậy? Không có gì ạ, bài luận văn tốt nghiệp của em qua rồi, hơn nữa còn là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Hả, thật sao, chẳng phải viện trưởng không thích bài luận văn của em sao? Vậy mà cũng qua à? Trần Diên cũng quen biết viện trưởng, cô còn định nói một câu giúp Trần Khả Nhi, không ngờ lại qua rồi. Trần Khả Nhi cười hi hi, do may mắn. Trở về Đông Hải, Tần Lâm liền đi thăm Tần Nha Nha, cô bé được chăm sóc ở trường, dù sao Tần Lâm cũng đã tài trợ 100 triệu tệ, từ hiệu trưởng đến thầy cô đều đối xử rất tốt với cô bé, tính cách của cô bé cũng cởi mở hơn nhiều, Tần Lâm rất vui. Sau khi đến trường học, giáo viên chủ nhiệm của Tần Nha Nha nói chuyện với Tần Lâm. Anh Tần, mọi thứ ở trường của Nha Nha đều bình thường, có điều mấy ngày nay có 3 người cứ đứng ở bên ngoài nhìn cô bé. Mặc dù không làm gì nhưng tôi luôn cảm thấy họ có ý đồ xấu. Tần Lâm cau mày, 3 người đó trông thế nào? Cô giáo nghĩ một lúc rồi nói, trông giống như một gia đình 3 người, bố mẹ tầm 4-50 tuổi, con trai tầm 2-30 tuổi, ba bọn họ có vẻ không phải người nhà giàu, giống như từ nông thôn lên vậy. Tần Lâm gật đầu, được, tôi biết rồi, làm phiền cô rồi. Giáo viên nói với Tần Lâm về 3 người này, rõ ràng bọn họ có vấn đề. Cả ngày đứng ở cổng trường theo dõi Tần Nha Nha, chắc chắn có mục đích. Cho dù bọn họ có mục đích gì, dám nhằm vào Tần Nha Nha, Tần Lâm chắc chắn sẽ không tha. Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi điện cho Đoàn Bảo Đông. Gọi mấy chục người qua đây, bao vây trường học của Nha Nha, đợi đã, không cần nữa. Vốn dĩ Tần Lâm định dùng bạo lực, sai Đoàn Bảo Đông cử vài người canh chừng ở đây, kết quả vừa gọi điện thì nhìn thấy 3 người lén la lén lút. 3 người này đúng như giáo viên miêu tả, ăn mặc rách rưới, hơn nữa ống quần toàn đất cát, nhìn giống như vừa làm xong việc đồng áng vậy. 3 người họ cũng chẳng kiêng dè, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Nha Nha và Tần Lâm đứng ở cổng trường. Tần Lâm kéo tay Tần Nha Nha, hỏi rõ ràng rốt cuộc họ là ai. Tần Nha Nha cau mày, nắm chặt tay Tần Lâm. Nha Nha, em quen bọn họ sao? Tần Nha Nha gật đầu. Nhưng sau đó mặc cho Tần Lâm hỏi gì cô bé cũng không trả lời. Tần Lâm đi đến trước mặt 3 người họ rồi hỏi. Các người là ai? Người phụ nữ nở nụ cười khó coi rồi nói. Chúng tôi là người thân của Nha Nha, cậu chính là người anh có tiền của con bé sao? Tần Lâm sững sờ, không ngờ rằng Nha Nha còn có người thân. Mẹ của Nha Nha qua đời từ sớm, không liên lạc được với nhà ngoại. Còn nhà họ Tần bị sát hại thế nên Nha Nha mới trở thành đứa trẻ mồ côi. 3 người họ thực sự là người thân của Nha Nha sao? Các người là gì của cô bé? Người phụ nữ nói, xét theo vai vế, tôi là bà trẻ của con bé, tôi họ Tống, tên là Tống Tiểu Phương, đây là Phạm Dương con trai tôi, Phạm Thiên Lâm chồng tôi. Tần Lâm gật đầu, tạm thời không nghi ngờ mối quan hệ này, người phụ nữ này đã nhận ra Tần Nha Nha, chắc không phải nhận vơ nói bừa. Hơn nữa Tần Nha Nha cũng quen biết bọn họ. Nếu đã là người thân, có chuyện gì các người cứ nói thẳng đi. Tống Tiểu Phương cười, cũng không có chuyện gì, chỉ là đi thăm người thân, các người ở đâu thế, đến nhà ngồi một lát đi. Tần Lâm cau mày lại, bà Tống Tiểu Phương này rất tự nhiên, có điều Tần Nha Nha không chịu nói nên Tần Lâm cũng không đoán được rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì. Bây giờ họ hàng ngày càng ít, vì thế Tần Lâm cũng khá quan tâm đến bạn bè người thân. Tần Lâm gọi xe đưa họ đến trang viên Thanh Mai. 3 người họ ngồi ghế sau, thấy đường càng ngày càng xa, liền cau mày lại. Tôi nói này anh trai Nha Nha, các người ở ngoại ô à? Tần Lâm gật đầu, cứ cho là vậy đi. Tống Tiểu Phương cau mày, khẽ lẩm bẩm, không phải nói là anh trai có tiền sao, sao lại ở ngoại ô chứ? Đa phần mọi người đều cho rằng người ở trong trung tâm thành phố sẽ nhiều tiền hơn, dù sao nhà ở ngoại ô rất rẻ. Chỉ có người nghèo mới chọn nhà ở khu vực không tốt. Bố con Phạm Dương cũng gật đầu, họ cũng cho là như thế. Đã qua 3 vòng tuyến đường chính rồi đấy, xa xôi quá, chắc nhà ở chỗ này rẻ lắm nhỉ. Tần Lâm cũng không đáp lại, mặc cho họ thảo luận với nhau. Đến chân núi Thanh Mai, 3 người họ sững sờ. Đây không phải là núi Thanh Mai à? Sao lại đến đây? Chỗ này có nhà sao?
Ba người nhà Tống Tiểu Phương đương nhiên chưa từng nghe đến địa sản cao cấp như Trang Viên Thanh Mai rồi. Xe lái đến chân núi, ba người họ sững sờ khi nhìn thấy tường bao sân vô cùng to lớn. Vãi trưởng, căn nhà này to thế. Đây là gì thế, biệt thự hả? Biệt thự cũng chẳng to thế này. Bằng cả Tử Cấm Thành rồi đấy. Anh trai nha nha ở đây sao? Xe lái thẳng vào trong sân, phong cảnh của Trang Viên đập vào mắt, còn xa hoa hơn Tử Cấm Thành, bọn họ lần đầu thấy cái vườn to như thế này. Bố con Phạm Dương lẩm bẩm nói. Căn nhà lớn thế này, lát nữa chúng ta phải đòi bao nhiêu tiền đây? Tống Tiểu Phương khẽ nói, không chỉ đòi tiền mà phải đòi cả nhà nữa, hình như anh trai Tần Nha Nha là đại gia, chúng ta phải đòi một món tiền lớn. Ba người họ gật đầu, hiểu ngầm trong lòng. Vào trong Trang Viên, mọi người vào nhà, dì Phùng chuẩn bị chút trà bánh. Dì Phùng cũng là một phần của nhà họ Tần, bà ấy cũng coi Tần Nha Nha như người nhà, đối xử như con gái ruột của mình vậy. Ba người nhà Tống Tiểu Phương vào trong, ngồi trên ghế sofa bằng da thật vô cùng sang trọng, sau khi hàn huyên vài câu liền vào thẳng chủ đề chính. Anh trai Nha Nha, chúng tôi là họ hàng của con bé, trước đây lúc con bé vào cô nhi viện, chúng tôi còn đưa chăn đệm, đồ ăn cho nó. Cậu xem, bây giờ Nha Nha tìm được người thân rồi, các người phát tài rồi cũng không thể quên chúng tôi được đúng không? Tần Lâm cau mày nói. Lúc đưa vào cô nhi viện. Nếu lúc đó các người đã biết Nha Nha, sao còn để cô bé vào cô nhi viện chứ? Ít nhiều gì Tần Lâm cũng có chút oán trách, cuộc sống ở cô nhi viện đã gây ám ảnh rất lớn cho Tần Nha Nha, nếu như lúc đó Tống Tiểu Phương đưa cô bé về nhà, cho dù nghèo khổ nhưng cũng tốt hơn cô nhi viện rất nhiều. Tống Tiểu Phương thấy khó xử, bà ta nói. Lúc đó chúng tôi quá nghèo, dẫn theo Nha Nha chỉ khiến con bé chịu khổ thôi, chúng tôi thấy điều kiện của cô nhi viện không tồi nên để cô bé ở đấy. Thi thoảng chúng tôi cũng đưa chút đồ ăn, chắc cháu không quên những chuyện này đúng không? Tống Tiểu Phương ra vẻ nịnh hót, nhưng Tần Nha Nha chẳng phản ứng gì, thậm chí còn thấy mông lung. Tần Lâm cười khẩy, theo tôi được biết, lúc ở cô nhi viện, các người đưa đồ đúng một lần cho Nha Nha, đó là một giỏ trứng gà, mục đích là để nghe ngóng xem cô bé có được kế thừa căn nhà của nhà họ Tần hay không, có phải vậy không? Lúc nãy Tần Lâm đã gửi tin nhắn Zalo cho viện trưởng cô nhi viện để tìm hiểu, ba người nhà Tống Tiểu Phương là kẻ hám lợi điển hình, không có chút tình cảm gì với Tần Nha Nha, chỉ mơ tưởng đến căn nhà của nhà họ Tần thôi. Kết quả Tần Nha Nha là con riêng, không có tư cách kế thừa tài sản, sau đó nhà Tống Tiểu Phương không liên lạc cũng chẳng đến cô nhi viện nữa. Sau đó bọn họ biết được chuyện Tần Lâm và Tần Nha Nha đoàn tụ, vô tình phát hiện cô bé học trường quý tộc. Đoán rằng anh trai cô bé chắc chắn là người giàu có nên họ muốn đến để đòi chút tiền. Tống Tiểu Phương bĩu môi nói. Anh trai Nha Nha không thể nói thế được, nhận ơn một dọi phải trả ơn một dòng, chúng tôi từng đưa một giỏ trứng gà cho Nha Nha, đó cũng là ân huệ phải không? Hơn nữa nhà tôi chỉ có thế thôi, nếu giàu có như cậu, chúng tôi cũng sẽ không đưa chút đồ như vậy đâu, cậu nói xem phải không? Tần Lâm cười khẩy, ha ha, có gì cứ nói thẳng đi. Ba người nhà Tống Tiểu Phương nhìn nhau, trao đổi bằng mắt rồi nói. Vốn dĩ chúng tôi chỉ muốn một chút tiền, nhà tôi thực sự đang khó khăn, có điều thấy cậu giàu thế này vậy nên chúng tôi muốn một căn nhà. Dì Phùng đứng bên cạnh không chịu nổi, cau mày nói. Các người đúng là tham lam, chỉ cho Nha Nha một giỏ trứng gà mà đòi cả một căn nhà. Tống Tiểu Phương hừ lạnh lùng, ra vẻ đanh đá. Sao nào, các người có tiền như vậy? Cho chúng tôi một căn nhà thì sao chứ? Đưa một giỏ trứng gà cho Nha Nha thì sao hả? Chê ít gà, của ít lòng nhiều, chúng tôi chỉ có thế thôi, mấy năm trước một giỏ trứng gà cũng nhiều tiền lắm chứ bộ. Các người có tiền như thế sẽ không trả lại chúng tôi một giỏ trứng gà đấy chứ? Nếu truyền ra ngoài chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Cuối cùng thì đã có chủ đề chung, giữa hai người phụ nữ, lời nói của Tống Tiểu Phương khiến dì Phùng vô cùng tức giận. Chị à, chị nói gì vậy, chị cho Nha Nha một giỏ trứng gà thì bắt buộc chúng tôi phải trả lại cho chị ư? Chẳng phải chị là người thân của Nha Nha sao? Tại sao cho một giỏ trứng gà lại còn đòi báo đáp? Tống Tiểu Phương đáp, cũng không thể nói như vậy được, bây giờ Nha Nha đã tìm được mọi người rồi, sau này lớn lên cũng sẽ hiếu thuận với hai người, chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, mặc dù ban đầu chúng tôi không cần báo đáp, nhưng nhà các người cũng đâu có thiếu tiền. Cho chúng tôi một căn nhà có đáng là bao chứ, đừng keo kiệt như thế.
Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Chị, dì Phùng tức đến điên người, bà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ đến vậy. Tần Lâm lại vô cùng điềm tĩnh, loại người này anh cũng đã thấy nhiều rồi, chỉ cười lạnh rồi nói. Muốn nhà đúng không, muốn kiểu gì? Dì Phùng cau mày, thiếu gia. Gia đình ba người này chính là loại vô lại điển hình, không có đạo đức, có tiền thì sao chứ, dựa vào gì mà phải đưa cho các người. Thiếu gia cũng quá tốt bụng rồi, nếu đổi thành dì Phùng thì chắc chắn bà ấy sẽ không bao giờ đồng ý, muốn làm ầm thì cứ việc. Nghe Tần Lâm nói xong, Tống Tiểu Phương chợt nở nụ cười trên môi. Vẫn là anh của Nha Nha thấu tình đạt lý, yêu cầu của chúng tôi cũng không cao, chỉ cần một biệt thự nhỏ rộng 300 mét vuông ở khu Tam Hoàn là được. Dì Phùng trợn tròn mắt, các người đòi hỏi cao quá rồi đấy. Gia đình ba người này thật quá trơ trẽn, vốn dĩ tưởng bọn họ muốn nhà vì không có nhà để ở, cần một căn nhà nhỏ khoảng 60-70 mét vuông cũng là điều hợp lý. Kết quả bọn họ lại vô cùng tham lam, muốn hẳn cả một căn biệt thự. Nghe dì Phùng nói xong, Tống Tiểu Phương bèn nhanh chóng đổi giọng. Không nhất thiết phải là biệt thự lớn, nhà mặt phố thôi cũng được, chúng tôi chỉ quen sống trong nhà trệt mà thôi, muốn trồng một số cây hoa cảnh gì đó, vậy nên mới muốn một căn nhà có sân vườn, anh của Nha Nha này, yêu cầu này có quá đáng chút nào không? Tần Lâm cười nhạt, không quá đáng, chỉ là một căn biệt thự mà thôi. Bất động sản Hà Thị đã phát triển một bất động sản mới ở trung tâm thành phố tên là Học viện Thiên Quang, căn nhà ở đó cũng không tồi, các người thấy sao? Gia đình ba người nhà Tống Tiểu Phương xứng ra. Học viện Thiên Quang, thật không đấy? Học viện Thiên Quang này là một bất động sản lớn, vị trí tuyệt vời, hơn nữa lại vô cùng sang trọng, đây là căn biệt thự biệt lập hết sức cao cấp ở Đông Hải. Căn nào cũng hơn 500 mét vuông, mỗi mét vuông khoảng hơn 50.000 tệ, vị trí một căn có giá hơn 20 triệu. Đây gần như là căn nhà đắt nhất ở Đông Hải, hơn nữa lại ở vị trí đắc địa, chắc chắn là một nơi đáng để mơ ước. Tống Tiểu Phương vui mừng khôn xiết, không ngờ Tần Lâm lại hào phóng như vậy, muốn cho bọn họ cả một căn ở Học viện Thiên Quang sao? Tần Lâm nói, đương nhiên là thật, coi như là quà chào hỏi, các người cứ trực tiếp đi lấy chìa khóa đi. Nói xong, Tần Lâm liền gọi điện thoại ngay trước mặt bọn họ, anh yêu cầu Hàn Niệm Anh sắp xếp một biệt thự biệt lập có vị trí tốt nhất. Cả ba người gia đình Tống Tiểu Phương không khỏi vui mừng, giống như một bước lên mây vậy, một căn nhà trị giá hơn 20 triệu. Thật sự quá tuyệt vời. Tần Lâm lại nói, nếu đã là đền bù, thì tôi xin nói luôn, căn nhà này các người chỉ có thể ở mà thôi, không thể chuyển nhượng hoặc bán trong vòng 5 năm. Tống Tiểu Phương nghe xong, cảm thấy cũng chẳng sao cả, bèn đồng ý ngay lập tức. Bọn họ còn chưa được ở qua căn biệt thự lớn như vậy bao giờ, đương nhiên sẽ không bán sớm như vậy, dù gì thì cũng phải hưởng thụ trước đã. Phạm Dương nhìn thấy Tần Lâm hào phóng như vậy, bèn tranh thủ thời cơ. Khu biệt thự này lớn như vậy, chúng tôi ra vào cũng không được tiện lắm, hay là anh tặng thêm cho chúng tôi một chiếc xe đi, không cần quá đắt, 300-400 nghìn là được. Dì Phùng như muốn tức điên, nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời. Các người có phải quá trơ trẽn rồi không? Muốn nhà rồi, bây giờ đến cả xe nữa sao? Phạm Dương nói, dì này, dì không thể nói thế được, tôi cũng đâu phải muốn xe đắt tiền gì, chỉ 300-400 nghìn một chiếc xe gia đình chắc không vấn đề gì chứ. Nếu không thì khu biệt thự cách khu quang viên mấy cây số thế kia, chẳng lẽ ngày nào chúng tôi cũng phải đi bộ về à? Dì Phùng hừ lạnh một tiếng, mặc kệ bọn họ, thật không biết xấu hổ là gì. Chiếc xe 300-400 nghìn, còn dám mặt dày xin xỏ. Tần Lâm lộ ra vẻ giễu cợt, muốn xe đúng không? Được, tôi sẽ đưa qua cho các người luôn. Nói xong, Tần Lâm gọi điện cho Điền Gia Ấn, nhờ ông ta gửi một chiếc xe Mercedes-Benz Class 400.000 tệ qua. Lúc này ba người nhà Phạm Dương mới hài lòng. Bọn họ đòi nhà đòi xe, vốn cũng không muốn thêm gì nữa, nhưng nhìn thấy Tần Lâm phóng khoáng như vậy, bèn nổi lòng tham. Bằng chuyện vừa hoàn thành bằng. 1, 2, 3, 4. Lão Phạm nói, anh của Nha Nha này, cậu xem, chúng tôi bây giờ đã có nhà có xe, nhưng tiêu phí cho những khoản này cũng không hề ít, tiền lương của chúng tôi thì không đủ, dù sao các người cũng có tiền như vậy thì hãy tốt cho chót đi, cho chúng tôi thêm ít tiền mặt nữa nhé.
Dì Phùng tức giận đứng dậy nói, các người không biết xấu hổ hay sao? Nhà và xe đều cho mấy người hết rồi, bây giờ còn muốn tiền nữa ư? Tiền của thiếu gia nhà tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống đâu. Mặc dù dì Phùng biết Tần Lâm không hề thiếu tiền, nhưng cũng không thể để bọn họ vô liêm sỉ như vậy được, giống hệt như một cái động không đáy. Lão Phạm lại nói, cậu cứ yên tâm, sau khi đưa tiền, chúng tôi sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa, dù sao chúng ta cũng là người thân mà, cậu có tiền như vậy, giúp đỡ chúng tôi một ít cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ. Ba người này thật đúng là đạo đức bại hoại, dì Phùng hiền như vậy mà còn muốn tát cho bọn họ mấy cái, vì nể mặt nha nha cái gì chứ. Các người nhìn xem, nha nha có giống quen biết mấy người không? Còn là bà trẻ gì đó của nha nha, từ trước đến giờ còn chẳng quan tâm gì tới cô bé, thậm chí mấy câu hỏi han bình thường còn không có, nếu không thì nha nha cũng đã không cảm thấy xa lạ đến vậy. Tần Lâm vẫn đầy vẻ bông đùa, muốn tiền đúng không, được thôi. Nói xong, Tần Lâm lấy ra một tấm thẻ rồi đưa cho bọn họ. Trong thẻ có 10 triệu, mật mã là 6 số 8. Cả nhà lão Phạm lập tức vui mừng, thật ư, tốt quá rồi, cảm ơn cậu. Sau này chúng ta thường xuyên liên lạc nhé, chúng tôi đi trước đây. Ba người này vừa muốn biệt thự, siêu xe, tiền bạc, coi như cũng đã mãn nguyện rồi. Bỗng chốc từ nghèo khó trở thành đại gia, bây giờ bọn họ có thể hài lòng xuống núi rồi. Dì Phùng tức điên người, thiếu gia, cậu không thể cho không bọn họ như thế được, ba người này thật quá phiền phức. Tần Lâm cười nhạt, bọn họ có mạng lấy, nhưng chưa chắc có mạng để tiêu. Sau khi ba người xuống núi, bọn họ ngay lập tức đi đến học viện Thiên Quang, bởi vì Tần Lâm đã hứa để hết nhà và xe ở đấy rồi, vậy nên bọn họ mới phải đi xác nhận. Sau khi đến học viện Thiên Quang, có một giám đốc kinh doanh đang đợi bọn họ ở trước cửa. Thật ra Tống Tiểu Phương vô cùng lo lắng, nhưng vẫn phấn khích hỏi. Chúng tôi được Tần Lâm giới thiệu đến đây. Cậu ấy đã mua cho chúng tôi một biệt thự và một chiếc xe hơi. Giám đốc kinh doanh không chút cảm xúc, chỉ gật đầu, vâng, xin mời vào. Nói xong, anh ta đưa ba người vào trong phòng giao dịch bất động sản. Trên bàn cắt mô hình, anh ta chỉ vào một trong những căn biệt thự biệt lập rồi nói, chính là căn này, đã có nội thất, có thể dọn vào ở ngay, nếu không vấn đề gì thì có thể trực tiếp ký hợp đồng luôn. Tống Tiểu Phương vừa nhìn thấy, hai mắt liền sáng lên. Vị trí thật là tốt. Gần núi gần biển, môi trường trong lành, phong thủy lại tốt. Được được được, ký hợp đồng đi. Ba người cùng ngồi vào bàn, sau đó có một giám đốc kinh doanh đến để cho bọn họ ký hợp đồng. Thưa bà, có cần tôi giới thiệu nội dung hợp đồng không? Tống Tiểu Phương gật đầu, vậy cậu nói đi. Bọn họ chưa từng mua nhà, cũng không biết quy trình mua nhà. Sau khi giám đốc kinh doanh nói vài câu, cả ba người đều mù tịt. Người không có học thức đương nhiên sẽ không hiểu, giống hệt như vịt nghe sấm mà thôi. Bọn họ càng nghe càng thấy phiền, được rồi, không cần giới thiệu nữa, trực tiếp ký hợp đồng đi. Vâng, vui lòng ký tên và in dấu vân tay. Vừa dứt lời, bọn họ liền bắt đầu làm quy trình thủ tục. Sau khi ký hợp đồng, ba người liền đi vào nhà, cảm thấy vô cùng phấn khích khi được ở trong một căn nhà được trang hoàng lộng lẫy đến vậy. Sau đó, giám đốc quản lý tài sản tiến đến và nói. Xin chào bà, vui lòng thanh toán phí quản lý tài sản. Căn biệt thự của chúng tôi là tốt nhất ở khu này, mỗi năm cần phải trả 300.000 tệ phí quản lý tài sản, thanh toán 10 năm một lần, xin mời bà. Tống Tiểu Phương sững sờ. Hả, 10 năm phí quản lý tài sản, một năm 300.000. Tống Tiểu Phương ngây người ra. Từ trước đến giờ bà ta chưa từng được nghe qua phí quản lý tài sản đắt đến như vậy, đây là giá trên trời mà. Tại sao lại đắt như vậy, phí quản lý tài sản của người khác chỉ 2-3 tệ một mét vuông mà thôi. Giám đốc quản lý tài sản cười nhạt, thật xin lỗi bà, ở đây là học viện Thiên Quang, nên nội dung của các dịch vụ tài sản cũng khác nhau. Vừa rồi tôi cũng đã giải thích qua cho bà trong hợp đồng, phí quản lý tài sản mỗi năm là 300.000 tệ, lần thanh toán đầu tiên là 10 năm. Nếu bà không trả, chúng tôi sẽ cưỡng chế lấy lại căn nhà và bà sẽ phải bồi thường 300.000 tiền vi phạm hợp đồng. Sắc mặt Tống Tiểu Phương lập tức thay đổi, đột nhiên trở nên hoảng sợ. Không trả được phí quản lý tài sản còn phải đền tiền ư. Vừa rồi ký hợp đồng các người cũng đâu có nhắc tới. Giám đốc vẫn giữ nụ cười nhạt, chúng tôi đã nói rồi, bà cũng đã nghe rồi, hơn nữa, tôi cũng đã nhiều lần xác nhận nội dung hợp đồng với bà.
chúng tôi đã ghi hình lại toàn bộ quá trình ký hợp đồng, nếu bà cho rằng có vấn đề thì có thể đi kiểm tra lại camera. Sắc mặt Tống Tiểu Phương xám xịt như xác chết, lúc này bà ta mới nhận ra tầm quan trọng của tập hợp đồng vừa ký. Lão Phạm nói, không sao, chúng tôi có tiền, chẳng phải chỉ là phí quản lý tài sản 10 năm thôi sao, lát nữa chúng tôi sẽ đi quẹt thẻ. Cả ba người đều cảm thấy sợ hãi, may mà đòi Tần Lâm 10 triệu, nếu không sau khi ký hợp đồng lại không có tiền trả phí quản lý tài sản, còn phải bồi thường thì đào đâu ra tiền chứ. Sau khi vào nhà và chiêm ngưỡng một hồi, bọn họ liền đi vào gara. Có một chiếc Mercedes-Benz đang đậu trong gara, tuy chỉ là một chiếc Class, nhưng vẫn là một chiếc Mercedes-Benz. Ba người ngồi lên chiếc xe mới này, tận hưởng niềm vui. Thật tốt quá, con đang lái một chiếc Mercedes-Benz này. Bố mẹ ngồi vững nhé, con sẽ đưa hai người đi dạo một vòng. Lão Phạm cau mày, con trai à, bằng lái xe của con vẫn chưa có, con đừng lái đi lung tung thì hơn. Phạm Dương không thèm quan tâm, không sao đâu, con chỉ lái trong khu này mà thôi, không ra ngoài là được, ở đây cũng chẳng có cảnh sát giao thông. Nói xong, Phạm Dương đạp ga, khởi động máy. Rừng. Kết quả vừa ra khỏi gara, vì đạp ga quá mạnh nên đã trực tiếp đụng phải một chiếc Bentley. Chủ nhân chiếc Bentley bước xuống, sau đó cau mày. Anh lái xe kiểu gì thế? Xuống đây mau. Sắc mặt Phạm Dương thay đổi rõ rệt, nhanh chóng xuống xe kiểm tra. Phạm Dương nhìn thấy vết đâm mà bàng hoàng, cửa xe Bentley bị bẹp rúm, chiếc Mercedes của anh ta còn kinh khủng hơn. Xe của mình thì không sao, nhưng chiếc Bentley của người ta thì chắc chắn phải sửa. Người anh em, hay là chúng ta tính riêng đi, Phạm Dương nói với vẻ chột dạ. Chủ nhân của chiếc Bentley cau mày, tính riêng à? Nếu muốn vậy thì hãy đi đến cửa hàng 4S, để tôi cho người xem mức độ tổn thất. Nói xong, chủ chiếc Bentley gửi video cho một người bạn, sau đó gọi điện thoại, sau khi trao đổi một hồi rồi quay sang nói với Phạm Dương. Tôi hỏi rồi. Nếu sửa riêng thì phải mất khoảng 500.000 tệ. Cái gì? Phạm Dương sững người ra, tiền sửa xe hơn 500.000 ư. Chiếc Mercedes của anh ta chỉ có 400.000 mà thôi. Phí sửa chiếc Bentley này cũng quá đắt rồi đấy. Lão Phạm bước ra rồi nói, không sao đâu con trai, chẳng phải chúng ta có bảo hiểm hay sao, gọi bên bảo hiểm đi. Lúc này Phạm Dương mới ngộ ra, đúng đúng đúng, xe mới có bảo hiểm, chúng ta gọi bên bảo hiểm đi. Chủ nhân chiếc Bentley cũng không vội, chiếc xe đắt như vậy thì gọi bảo hiểm cũng là chuyện đương nhiên. Phạm Dương nhanh chóng nhìn lướt qua nhãn bảo hiểm được dán trong xe, sau đó gọi điện cho công ty bảo hiểm, chẳng mấy chốc bên đó đã cho người đến nơi. Anh Phạm có đúng không? Xin mời anh lấy bằng lái ra. Phạm Dương sững ra một lúc, mặt hơi biến sắc, chậc chậc, tôi quên mang theo mất rồi. Quên, chứng minh thư cũng được, chúng tôi có thể kiểm tra. Tôi cũng không mang theo chứng minh thư. Số chứng minh thư cũng được. Phạm Dương né tránh ánh mắt mấy lần, vẻ mặt cũng hết sức kỳ lạ, cuối cùng đành nói sự thật. Tôi không có bằng lái xe, tôi vẫn chưa thi đậu môn 2. Sắc mặt của nhân viên bảo hiểm chợt thay đổi, xin lỗi anh, lái xe mà không có giấy phép chính là hành vi phạm pháp, còn gây ra hư hỏng xe, chuyện này công ty bảo hiểm của chúng tôi sẽ không phải bồi thường. Nhân viên bảo hiểm nói xong liền gọi ngay cho cảnh sát. Công ty bảo hiểm từ chối thanh toán cho các hành động bất hợp pháp khi lái xe như say rượu, không bằng lái và do ma túy, số tiền bồi thường 500.000 này Phạm Dương phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã đến, trực tiếp tạm giữ Phạm Dương và chiếc xe của anh ta. Nhìn thấy cảnh sát đưa Phạm Dương đi, Tống Tiểu Phương vô cùng hoảng loạn, vội vàng nói. Đừng bắt con tôi đi. Chúng tôi đền tiền, chúng tôi có tiền mà. Người cảnh sát vô cùng lịch sự, chúng tôi bắt giữ anh ta vì lái xe không có bằng lái, anh ta vẫn phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu chiếc Bentley, nếu đã có tiền thì mau đi rút đi. Hai người Tống Tiểu Phương vội vàng lấy thẻ ngân hàng, bắt taxi đến ngân hàng với bộ dạng buồn bã, đây rõ ràng đang là chuyện vui, tại sao hôm nay mọi thứ lại không được suôn sẻ như vậy chứ? Ông này... Ông nghĩ chiếc thẻ ngân hàng này có nhiều tiền như vậy sao? Chiếc thẻ này vô cùng tinh tế, bên trên còn khắc chữ Hầu. Đó là tấm thẻ mà Hầu Thiếu Long đã đưa cho Tần Lâm trước đây. Lão Phạm cầm lấy tấm thẻ ngân hàng quan sát, chắc không có vấn đề gì đâu, chiếc thẻ này trông cao cấp quá. Hơn nữa bà nhìn xem, anh của Nha Nha tặng xe và nhà đều là thật,
chẳng lẽ lại còn giả được sao? Tống Tiểu Phương vẫn có chút lo lắng, mặc dù Tần Lâm đã cho nhà và xe, nhưng bà ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi cả hai đến ngân hàng, bọn họ liền đưa thẻ ra. Xin chào, tôi muốn rút tiền. Rút bao nhiêu? Chuyện này, có bao nhiêu thì rút bấy nhiêu. Tống Tiểu Phương cũng không rõ trong thẻ có bao nhiêu tiền, hơn nữa, một lần có thể rút bao nhiêu, nói không chừng còn phải hẹn trước, cứ xem nhân viên ngân hàng giải quyết thế nào đã. Cô gái ở quầy giao dịch lấy thẻ ngân hàng, phát hiện trên thẻ không có giải từ nên lập tức tìm giám đốc. Giám đốc, anh xem tấm thẻ này. Giám đốc sững ra một lúc, đây chẳng phải là thẻ của Chủ tịch Hầu sao? Chủ tịch Hầu đến rồi à? Những nhân viên ngân hàng này đương nhiên sẽ biết khách hàng lớn của bọn họ, ai lại không biết Chủ tịch Hầu Thiếu Long chứ? Giám đốc nhanh chóng ra ngoài để chào hỏi Chủ tịch Hầu. Sau khi đến nơi, phát hiện đó không phải là Hầu Thiếu Long, cũng không phải thư ký hay trợ lý của Hầu Thiếu Long. Giám đốc cau mày, nói. Xin hỏi, hai vị có biết chủ nhân tấm thẻ này là ai không? Tống Tiểu Phương sững ra một lúc biết, là Tần Lâm. Tần Lâm đưa thẻ nên bà ta cho rằng Tần Lâm chính là chủ thẻ. Nghe Tống Tiểu Phương nói xong, giám đốc chợt nhíu mày, mỉm cười nói đợi một lát. Sau đó quay lại, bấm số 113. Một lúc sau, hai cảnh sát đến ngân hàng, trực tiếp bắt giữ hai người Tống Tiểu Phương. Các người làm gì thế, tại sao lại bắt tôi? Thật xin lỗi bà, xin bà phối hợp cho, chúng tôi nghi ngờ hai người đã ăn cắp thẻ ngân hàng, vui lòng quay về để điều tra. Tống Tiểu Phương giãy giụa, các người làm gì vậy, chúng tôi không có, đừng động vào tôi. Tống Tiểu Phương xô đẩy một hồi, sau đó còn tát thẳng vào mặt viên cảnh sát. Hành hung cảnh sát, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với bà. Vốn dĩ chịu hợp tác thì sẽ không có chuyện gì, nhưng Tống Tiểu Phương lại dám ra tay với cảnh sát, cản trở người thi hành công vụ, hai cảnh sát trực tiếp tóm Tống Tiểu Phương lại, sau đó còng tay bà ta. Lúc này, một nhà ba người đều đã đoàn tụ trong đồn cảnh sát. Đương nhiên bọn họ sẽ không quẹt thẻ được, nhà bị lấy lại vì không trả được tiền quản lý tài sản, nếu không đủ tiền trả cho chủ xe Bentley thì chỉ có thể đem chiếc xe của bọn họ đi gán nợ mà thôi. Tống Tiểu Phương hoàn toàn không thể nào ngờ rằng lòng tham của mình đã khiến cho cả gia đình từ hai bàn tay trắng thành nợ nần chồng chất. Sau khi Nha Nha trở về từ biệt thự, cô bé đã coi đó như nhà của mình. Dì Phùng nói với Tần Lâm, thiếu gia, tuy Nha Nha không phải người nhà họ Tần chúng ta, nhưng phía ngoại của cô bé vẫn còn người, mấy ngày gần đây cũng có không ít người đến hỏi tôi, muốn nhận quyền nuôi dưỡng Nha Nha. Tần Lâm cau mày, muốn quyền nuôi dưỡng Nha Nha. Bọn họ định làm gì? Dì Phùng thở dài, lấy trong túi ra một tập tài liệu, rồi đưa cho Tần Lâm. Cậu xem đi. Tần Lâm nhìn sơ qua một lượt, ra là di chúc. Di chúc này thực sự là do chú viết. Đương nhiên, việc viết di chúc không có nghĩa là linh cảm bản thân sắp chết, ông ấy chỉ muốn mọi chuyện xong xuôi mà thôi. Nội dung di chúc của chú không nhiều, đại khái là để lại một tòa bất động sản cho Tần Nha Nha. Bởi vì thím và chú cũng không mấy môn đăng hộ đối, cho nên cuộc hôn nhân này có không thành công cũng chẳng có gì lạ. Vậy nên chú mới viết di chúc, chủ yếu muốn để lại ít đồ cho thím và con, viết di chúc như vậy, tức là có đề phòng. Ngoài một căn nhà tứ hợp viện sang trọng ở trung tâm thành phố Đông Hải ra, còn có một quỹ giáo dục trị giá 50 triệu, hai thứ này sẽ được người giám hộ của Tần Nha Nha giữ khi cô bé được 5 tuổi, tức là vào năm nay. Tần Nha Nha vốn giống hệt như một củ khoai lang nóng phỏng tay, lúc nghèo không có gì trong tay thì bị người ta đá đi đá về như quả bóng vậy. Nhưng hiện tại, Tần Nha Nha đã có được quyền nuôi dưỡng, cô bé có một căn nhà tứ hợp viện và 50 triệu, nên lập tức trở thành một củ khoai lang béo bở. Tần Lâm nhíu mày, không ngờ lại còn có phần di chúc này. Mặc dù chú út có chút tấm lòng, nhưng chính vì chút tâm ý này sẽ khiến Tần Nha Nha trở thành đối tượng tranh giành của mọi người. Tần Lâm hỏi, hôm nay có ai tới hỏi thăm? Dì Phùng nói, họ đều là bà con của Nha Nha cả, cậu, mợ, thím gì đó, tôi có nói hôm nay Nha Nha không có nhà, xem ra bọn họ định sẽ đến đây mỗi ngày. Tần Lâm chau mày, thôi được rồi, để cháu đi một chuyến. Tần Lâm trực tiếp đưa Nha Nha ra khỏi nhà, đến một khu dân cư cao cấp giáp với Đông Hải và tỉnh Lỵ, đây chính là nơi gia đình ông ngoại của Nha Nha sinh sống. Mẹ của Nha Nha tên Tống Phi. Mặc dù không phải gia đình lớn gì,
nhưng bà vẫn là con cháu của gia tộc. Nhà họ Tống không nằm trong bảng xếp hạng ở Đông Hải, thậm chí nếu không vì Tần Nha Nha thì e rằng Tần Lâm cũng chưa bao giờ nghe nói đến một gia tộc nhỏ như vậy. Mấy chục phút sau, Tần Lâm đã ngồi trong vườn nhà họ Tống, xung quanh đều là người nhà của bọn họ, nhìn Tần Nha Nha cứ như hổ rình mồi. Đây chính là Nha Nha đúng không? Lâu lắm không gặp, cháu đã lớn thế này rồi sao? Một người đàn ông trung niên nhiệt tình nói. Người đàn ông đang nói chính là cậu hai của Tần Nha Nha, Tống Vĩnh Cường. Tống Vĩnh Cường nhìn Tần Lâm, nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cậu đã đưa Nha Nha về đây, nếu chúng tôi cũng đã nhận nhau thì cũng không liên quan gì đến cậu nữa. Thế này đi, lát nữa để tôi gọi thư ký đưa cho cậu 2.000 tệ, coi như là tiền xe với tiền công cậu đưa con bé về đây. Tống Vĩnh Cường tỏ ra kiểu ngạo, giống như đang ra lệnh cho Tần Lâm vậy. Một phụ nữ bên cạnh ông ta lập tức bước tới, lấy ra 2.000 tệ đưa cho Tần Lâm. Xong, một lúc sau, Tần Lâm vẫn không nhận tiền, Tống Vĩnh Cường chợt cau mày, sao thế, chê ít à? Nói xong, ông ta liền lấy ra một xấp tiền khác, khoảng 2-3.000 gì đấy, sau đó trực tiếp ném xuống bàn trước mặt Tần Lâm rồi nói với vẻ bực dọc. Làm người đừng có quá tham lam. Số tiền này đủ cho cậu sống thêm mấy tháng rồi đó. Xét cho cùng, nhà họ Tống không phải gia đình giàu có gì, Tống Vĩnh Cường cũng không thể nào tùy tiện đưa mấy chục hay mấy trăm nghìn cho người khác được, mấy nghìn tệ này là đã tốt với Tần Lâm lắm rồi. Tần Lâm cười khẩy, các người hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn đưa Nha Nha về đây, tôi chỉ muốn đến để nói rõ cho các người biết, các người chả có bất kỳ liên quan gì để đòi quyền nuôi dưỡng Nha Nha cả. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người đột nhiên thay đổi, ai nấy đều chau mày. Sắc mặt Tống Vĩnh Cường trầm xuống, nói, không liên quan gì đến chúng tôi. Cậu đùa đấy à, chúng tôi là người thân của Nha Nha, tôi là cậu hai của con bé, đây là ông ngoại, bà ngoại, chúng tôi đều là người thân ruột thịt của Nha Nha, chúng tôi không có quyền nuôi dưỡng, chẳng lẽ cậu có sao? Cậu có quan hệ gì với con bé đây? Tần Lâm nói, tôi là anh họ của Nha Nha. Ha ha. Ra là anh họ à, anh họ có thể so sánh được với ông bà ngoại sao? Tôi nghĩ cậu muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng vì mục đích khác cơ. Tần Lâm cười khẩy, ra mặt các người dày thật đấy, vừa đánh trống vừa la làng à. Tôi đã đón Nha Nha ra khỏi cô nhi viện một tháng trước, lúc đó các người đang ở đâu? Tống Vĩnh Cường hơi biến sắc, bèn nói, khi đó, công việc kinh doanh của gia đình khá bận rộn, chúng tôi không có thời gian lo cho những việc này. Tần Lâm lại nói, vậy sao? Theo tôi thấy thì các người cũng không bận lắm nhỉ, hơn nữa cũng không muốn đi nhận Nha Nha. Tuần trước, bên cô nhi viện đã tìm được di chúc của chú tôi, lúc này các người mới biết rồi đòi quyền nuôi dưỡng Nha Nha, để có được căn nhà tứ hợp viện và phần quỹ 50 triệu kia, đây chính là lý do đúng không? Lời của Tần Lâm khiến cho mọi người đều đỏ mặt tía tai, đây thực sự là mục đích của bọn họ. Tống Vĩnh Cường nhíu mày nói, thế thì làm sao? Thứ quan hệ máu mủ này không sửa đổi được, nào, Nha Nha, đây là ông ngoại, bà ngoại của cháu qua đây đi. Nhà họ Tống có một ông cụ và một bà cụ, hai người ngồi trên ghế, tay giả bộ như đang cầm lì xì, đợi Tần Nha Nha đến sẽ đưa. Tần Nha Nha vẫn ôm tay Tần Lâm, không chịu buông ra, cô bé nhìn thấy mấy người này, thậm chí còn lùi về sau trốn. Tống Vĩnh Cường nhíu mày, có hơi tức giận, có điều không dám tỏ ra nghiêm khắc. Chỉ có thể nhắm mắt cười ha ha nói. Nha Nha ngoan nào, chúng ta đều là người thân của cháu, sẽ không hại cháu, cháu còn nhớ cậu từng đến cô nhi viện thăm cháu không? Tần Nha Nha mơ hồ lắc đầu, quay đầu đi luôn, không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Tống Vĩnh Cường sắp không giữ nổi vẻ bình tĩnh nữa, có điều vì quyền nuôi dưỡng, ông ta vẫn nhịn mà nói với Tần Lâm. Ở cô nhi viện 5 năm, mấy năm này tiền phí sinh hoạt đều do Tống Vĩnh Cường tôi chi trả. Mặc dù Nha Nha không ở bên cạnh tôi nhưng cũng được coi là được tôi nuôi lớn, quyền nuôi dưỡng phải là của tôi, đó là điều đương nhiên. Tần Lâm cười khẩy, tên Tống Vĩnh Cường này đúng là không biết xấu hổ. 5 năm phí sinh hoạt là do ông chi ra, ông chắc chứ? Đương nhiên là chắc. Được. Nói xong Tần Lâm rút điện thoại ra, gọi điện cho viện trưởng cô nhi viện. Mấy giây sau, có người bắt máy. Cậu Tần phải không ạ? Viện trưởng Lý. Phiền ông cha giúp tôi, tiền trợ cấp xã hội mấy năm nay của Nha Nha là do ai đưa? Viện trưởng Lý sững sờ, sau đó nói, cậu Tần, mấy năm nay Tần Nha Nha không nhận được bất kỳ khoản trợ cấp xã hội nào, tôi rất chắc chắn về chuyện này. Được,
Nói xong, Tần Lâm cúp máy. Cả khu vườn lặng ngắt như tờ. Đúng là vả mặt mà, vừa nãy còn không biết xấu hổ mà thề thốt tiền phí sinh hoạt mấy năm nay ở cô nhi viện của Nha Nha là do ông ta chi ra. Kết quả viện trưởng đích thân phủ nhận, mấy năm nay Tần Nha Nha chưa từng nhận được trợ cấp xã hội. Sắc mặt Tống Vĩnh Cường hơi khó coi, nhắm mắt nói, hừ, sao mà cậu chắc đấy là viện trưởng chứ? Biết đâu cậu tìm bữa ai đó giả mạo thì sao? Chỉ dựa vào cuộc điện thoại đâu chứng minh được gì? Tần Lâm cười khẩy, nếu đã vậy thì ông gọi đi, dù sao cũng đã trợ cấp cho Nha Nha nhiều năm vậy, chắc ông phải có số của viện trưởng cô nhi viện chứ? Sắc mặt Tống Vĩnh Cường thay đổi liên tục, hừ một tiếng. Cái này thì chứng minh được gì chứ? Tôi đưa trợ cấp cho Nha Nha không phải để cô bé cảm ơn tôi, không cần ai chứng minh cho tôi cả, trong lòng tôi biết là được. Tống Vĩnh Cường rõ ràng nói khoác mà không biết ngượng, còn nói một cách vô cùng hào hùng, trên thực tế chỉ vì che giấu sự chột dạ của ông ta mà thôi. Tống Vĩnh Cường hít sâu một hơi, nói với Tần Lâm. Nếu đã vậy, thì chúng ta cùng thảo luận, rốt cuộc quyền nuôi dưỡng của con bé thuộc về ai? Tần Lâm nói, vậy để đứa bé tự mình chọn đi. Tần Nha Nha mặc dù còn nhỏ nhưng cái gì cô bé cũng hiểu, mấy chuyện hôm nay cô bé đều hiểu. Tần Lâm nói xong, Tần Nha Nha liền ôm cánh tay của Tần Lâm rồi nói. Em muốn anh. Tần Nha Nha đương nhiên biết ai đối tốt với cô bé không quen mấy người trước mắt, đương nhiên sẽ không để ý bọn họ. Tống Vĩnh Cường dùng khuôn mặt hiền lành cùng nụ cười thân thiện nói với Tần Nha Nha. Nha Nha, cậu là cậu hai của cháu, sau này cháu sẽ sống trong nhà cậu. Cậu sẽ mua cho cháu nhiều đồ ăn ngon, nhiều váy áo đẹp, có được không? Tần Nha Nha lắc đầu, anh cháu cũng mua được cho cháu. Tống Vĩnh Cường nhíu mày, không biết nói gì, dỗ trẻ con không phải sở trường của ông ta, nên liền đánh mắt với người phụ nữ bên cạnh. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy, cười nói. Nha Nha, mợ là mợ hai của cháu xem, sau khi cháu đến nhà mợ thì có thể chơi cùng em trai. Nói xong. Vợ của Tống Vĩnh Cường đem đến một đứa bé, nhỏ hơn Tần Nha Nha 2 tuổi. Nào, mập mạp, gọi chị đi. Thằng nhóc béo hừ một tiếng, cầm một nắm đất trong tay ném lên người Tần Nha Nha, ra vẻ kiêu ngạo, nghênh ngang. Tống Vĩnh Cường trừng mắt với vợ mình, mập mạp, làm cái gì thế, sao lại đối xử như thế với chị, sau này chị còn sống cùng chúng ta đó. Tần Nha Nha vội vàng lắc đầu, anh ơi, em không đi cùng bọn họ đâu. Em muốn về nhà với anh. Tần Lâm xoa đầu Tần Nha Nha rồi nói. Yên tâm, anh đưa em về nhà. Nói xong Tần Lâm kéo Tần Nha Nha đến bên cạnh mình, cười ha ha nói. Nhìn thấy chưa, Nha Nha không thích mấy người. Tống Vĩnh Cường nhíu mày, do dự nói. Chuyện này không do trẻ con quyết định được, giờ nó còn bé, không có năng lực phân biệt, chỉ biết thân ai hơn thì thích người đó hơn, vậy nên không được tính, không thể để con bé quyết định được. Tần Lâm cười khẩy một tiếng, không quan tâm. Tên Tống Vĩnh Cường này đúng là làm trò, lúc thì nói trợ cấp cho Nha Nha, kết quả viện trường vừa tra liền phát hiện không có, đúng là vả mặt ngay tại trận. Sau đó còn bảo để Nha Nha tự chọn, kết quả Nha Nha không thèm quan tâm đến bọn họ, Tống Vĩnh Cường này lại nói không được để cô bé chọn. Tần Lâm cũng không sốt ruột, muốn hoàn toàn chặt đứt ý đồ của bọn họ. Được, ông nói đi. Tống Vĩnh Cường nói, nếu đã là quyền nuôi dưỡng, thì phải xem xét đến tư cách nuôi dưỡng. Nếu là tư cách nuôi dưỡng, nhà họ Tống chúng tôi chắc không có vấn đề. Nhà họ Tống chúng tôi nhận thầu một siêu thị Walmart, thu nhập hàng năm lên đến 5 triệu, có thể cho Tần Nha Nha cuộc sống sung túc, điều này, cậu không làm được. Tống Vĩnh Cường nói ra câu này mặc dù ngông cuồng, nhưng trên thực tế không có được như vậy. Nhà họ Tống bọn họ đúng là có nhận thầu một siêu thị Walmart quy mô lớn, 5 triệu là thu nhập hàng năm của cả nhà. Nhà họ Tống này có mười mấy miệng ăn, đều dựa vào siêu thị này, trên thực tế chỉ có Tống Vĩnh Cường và mấy nhân vật chủ chốt có thu nhập năm lên đến mấy triệu, những người khác thì miễn cưỡng mới được 400-500 nghìn một năm, thu nhập hàng năm của bọn họ nghe có vẻ nhiều đấy nhưng trên thực tế là doanh nghiệp gia đình. Thực ra một đám người cùng kinh doanh, mọi người đều làm việc cho nhà mà thôi. Sao so được với tứ đại gia tộc ở Đông Hải, thậm chí còn chả bằng mấy gia tộc hạng 2 hạng 3. Nếu không mấy người này còn chả quan tâm đến quyền nuôi dưỡng và chỗ tiền kia của Tần Nha Nha, còn cả căn tứ hợp viện nữa. Tống Vĩnh Cường càng nói càng cứng, đánh giá Tần Lâm một lượt, hỏi. Xin hỏi một câu, cậu làm nghề gì?
audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.